Rồi vào like cùng với em các chị yêu nha. Bắt đầu mẫu đầu tiên thì em sẽ sale với giá tiền là 119.000 đồng luôn. Đó, bài like này với lại bài like vừa rồi ráng gộp đơn cho em nha cả nhà. Gộp đơn từ 600.000 đồng ha. Bên em sẽ miễn ship cho các chị yêu luôn. Rồi bây giờ mẫu đầu tiên chất liệu của nó là co giãn rất là tốt. Nhưng mà tiếc quá em hết mất tiêu 3 size rồi. Bình thường mẫu này mà có full size lúc mới về thì có thể là 70kg các chị mặc vừa luôn. Hôm nay em còn mỗi size M thôi. Nhưng mà tính ra nó co giãn quá tốt đi. Nên là chị nào tầm 50 hoặc là 55kg hoặc cũng được nha. Rồi em sale 119 nè, body em với chị coi có đính hàng ngọc trai đẹp chưa. Chất liệu Atashi nha, vừa co giãn tốt mà vừa có độ lấp lánh cho mấy chị nè. Đây, không biết trên live mấy chị thấy lấp lánh không ta. Để các chị coi gần nè, vừa có hoa văn sọc ở bên trong mà vừa lấp lánh kim tuyến nữa. Đây là Atashi ánh nhũ nha. Em sale 119.000 đồng chất liệu Atashi nhũ. À, chị Ngọc Vân. Rồi chị gộp đơn, à, em gộp đơn cho chị nhé. Rồi cho em xin cái mã số chị yêu nha. Đây là mã số 1326. Đây em chào chị Mai Huệ, chào chị Huyền Võ. À, bên em hả? Không phải mỗi ngày một cô mà là ba cô, mỗi một like là một cô ấy chị yêu nha. Tại vì ngày nào cũng sẽ có ba người live stream hết. Nên tụi em chia nhau ra là live sáng, trưa, chiều, tối. Đó, thay ca nhau chứ một bạn thì không thể nào mà với cái độ và live stream như bên em cả ngày thì không thể la nổi. Đó, cho nên là mỗi ca sẽ là một bạn ha. Bạn này xong sẽ tới bạn khác thay thế vô. Để cho những chị khách nào bận giờ này thì mình có thể xem live tiếp theo hoặc là xem live khác chẳng hạn. Đó, chia giờ ra thôi chứ thật ra vẫn là shop của em. Các chị xem live nào cũng được nha. Xem live nào thì cũng là đồ của nhà em thôi. Giá ở trên live lúc nào cũng rẻ hơn hết. Rồi 1326 mẫu đầu tiên em sale 119.000 đồng. Đây là body đuôi cá nha các chị nha. Ở phía dưới em may là vạt xéo bên cao bên thấp. Đó, chị nào nhận hàng là sẽ thấy ngay cái đuôi cá em may kiểu lắm. Vạt xéo các chị nha. Bên này cao bên kia thấp nè. Nó xéo xuống chứ mà là hàng bị lỗi nha. Em mặc như thế nào là em giao như vậy cho mình luôn. Giá giảm hôm nay chỉ có là 119.000 đồng mẫu đầu tiên của em. 1326 119k. Ngoài ra thì em có thêm rất là nhiều sản phẩm đẹp nữa nè. Đó, bên nào cũng có đầm đẹp hết. Các chị xem coi là ưng cái mẫu như thế nào. Comment cho em biết cái màu sắc ha. Đó, mình thấy cái phía sau lưng của em hay là cái màu nào đó, cái sọc, cái hồng hồng, cái hồng nhạt phía dưới đây. Đó, hay là các chị xem thấy cái hoa nào mình thấy ưng ý á, mình nói em mặc cho mình xem. Đây là đuôi cá, 1326 body đuôi cá, sale còn 119k. Mã số là 1326 nha. Chị Nhàn Lê ơi, chị Nhàn Lê ơi, tại vì không phải là chị nào cũng xem được livestream của em cả ngày, cho nên là em sẽ chia giờ ra live đấy chị. Ví dụ nãy chị có xem live rồi, mẫu nào chị coi rồi thì chị giờ xem giúp em một chút xíu sẽ là mẫu khác nha. Tại vì các chị biết đó, bên em bây giờ là lô hàng mới về, ví dụ như lô của em 50 mẫu mới thì nãy em có live được ví dụ một nửa rồi, bây giờ sẽ live tiếp tục. Đó, chị nào mà mua rồi, mẫu nào mình có rồi hay là cái mẫu đó mình không có ưng, không có phải đúng cái gu của mình thì mình có thể là theo dõi giúp em để chờ em lên những cái sản phẩm khác. Tại vì đâu phải chỉ có một hai chị coi like đâu, rất là nhiều chị coi cái này mình không thích nhưng mà người khác thích thì người khác đặt hàng. Đó là nhiều chị hỏi em là ủa sao hồi nãy chị thấy mặc cái đồng này rồi bây giờ em mặc tiếp vậy, thậm chí chút nữa em like xong rồi có những chị khách khác yêu cầu em mặc lại thì em vẫn sẽ mặc lại cho mình xem. Cái này là mặc theo yêu cầu các chị nha. Đó, cho nên là mình thích cái nào mình nói em. Ví dụ như có cái mẫu này, trời ơi ba chị muốn coi lại thì chắc chắn em phải mặc lại rồi nha. Bây giờ em mặc cái này là 1326 nha cả nhà, sale giá 119.000 đồng giúp em nha. Rồi mặc cho chị xem cái 1318 em nhé. 1318, à cái đầm này. Rồi ok, đó em vừa nói dứt câu xong là có chị khách yêu cầu mặc lại rồi. Em đâu muốn đâu mấy chị. Nhiều khi cái đầm đó em vừa mặc qua rồi mà có mấy chị khách yêu cầu mặc lại. Thật sự luôn em cũng không muốn đâu, nhưng mà đây là ý của khách mà. Đó, em phải lên theo mẫu ý khách chứ đâu thể nào em lên thứ ý của em được đâu. Cho nên là các chị nào chưa có thì mình có thể xem thử những cái mẫu này. Còn ai có rồi thì mình cứ từ từ thông thả đợi em qua mẫu khác mấy chị nha. Tại vì live stream mà, live stream là nhiều chị cùng xem chứ em không biết được đâu. Rồi đây 1318 với chị nha. Rồi đầm này em sale 100 bao nhiêu đây ta? À, để em coi coi chính xác hôm nay là bao nhiêu. 1318. Nhiều khi khách hỏi mấy câu mà em không biết trả lời sao luôn, nó trả lời sao cho nó vừa ý với chị luôn á.
Đây 1318 nha cả nhà ơi, sale giá 139.000 đồng luôn. Nhưng mà cái váy này em chỉ còn có một size thôi, size 2XL là 57 tới 65 kg nha. Chị Hồng Thắm 1326 eo 88 thì không vừa chị ơi. Cái váy này chỉ còn size M thôi, co giãn lắm luôn thì cũng được tầm là eo 75 thôi chị yêu ạ, không có lên được 76 nhá. Sọc đen hả chị? Ok để em xíu. Mấy chị cũng thấy đó, like trước đâu phải em like đâu, cho nên là em đâu biết là mặc mẫu nào rồi mẫu nào chưa. Vì giờ chị quay lại hỏi em, ủa sao mặc cái này nữa vậy? Trời em bó tay luôn đó chị, mấy chục cái đầm một đợt, bây giờ hai ba đợt là cả mấy trăm cái đầm, làm sao mà em biết được cái nào mặc rồi cái nào chưa. Nên là các chị cứ từ từ thông thả, muốn em lên cái nào comment cho em nha. Rồi đây, đây là mã số 1318 nè, dễ nhất thì em cứ mặc theo yêu cầu đi cho nó xinh hả? Kiểu rồi đây là 1318 1318 các chị yêu nha, xe 139.000 đồng luôn. Một em váy lụa nền đen hoa cam, nền đen hoa cam có khóa phía sau lưng nha cả nhà, đó giảm giá luôn 139. Chị nào lấy thì cứ đặt sớm giúp em nhanh. Mẫu này là 57 tới 65 kg mặc vừa cho em nè. Chị Tú Trinh lấy 1318 ok chị luôn. Like nào chị cũng coi hết, mua rồi chị cũng sẽ xem lại ủng hộ shop nè. Em cảm ơn chị Huyền Diệu nha. 1318 sale còn 139k, chất lụa. Em này là váy xòe lụa nha, nền đen hoa cam, cổ này cũng gọi là cổ V ha, cổ V tay ngắn form xòe đó, màu nhẹ nhàng thôi. 65 kg độ về cho em nha, 57 tới 65 kg. Ai chưa có cứ đặt sớm giúp em ạ, 1318 kèm số điện thoại. Đừng quên chia sẻ like nha cả nhà ơi, điều kiện ngày hôm nay để mà chốt giá giảm á. Như cái váy này đây em đang bán 139, nếu mà giờ cái chị không đặt một hồi mà mới đặt hàng thì có thể nó sẽ quay về là 300 rồi nha. Lười giúp em, giá sale chỉ trong like thôi, tắt like lên về giá khác. 139k cho chị Tuyết Mai nè, chị Xuân Diễm Trúc 1318 nè. Size L hả chị? Em hết rồi chị Mộng Tuyền ơi. Đầm này chỉ còn size 2X thôi, cái mẫu của em đây không còn size L nữa. Em chỉ còn size 2XL thôi nha cả nhà, lưu ý giúp em nha. 57-65kg mới vừa. Chị cao mét 57-70kg. À mẫu này không được nhưng mà em có mẫu khác. Nếu mà chị 70kg ha, em ơi cho chị xem hai mẫu này nè, chị coi ưng không nè, đợi em chút nha. 70kg thì thứ nhất là em có cho mình cái đầm mà kim tuyến lấp lánh đâu rồi, đợi em xíu. Đợi em chút nha. Nếu mà chị 70kg thì một là em có cho mình cái váy nhung hoa này nè. À bây giờ có cái nhung kim tuyến này trước đi. Đây, thứ nhất là có cái nhung kim tuyến này cho mình ha, còn một cái nhung hoa nữa. Đây cái nhung hoa này, hai cái đầm này nó co giãn tốt, có thể là 68 hoặc là 70kg các chị mặc được luôn đó. Còn những mẫu khác vừa như đầm của em không co giãn, đầm em chỉ có size 65 độ về thôi, nói chung nó tùy mẫu ha. Em nhung đen này nè, nhung đen kim tuyến này hoặc là cái nhung hoa xè này nè chị, hai cái này có size của chị đây. Chị Mai Chi ơi, chị xem coi là ưng cái kiểu nào không để em mặc lên giới thiệu cho chị nha. Mỗi cái thì mỗi kiểu khác nhau rồi, này là body, còn này giấy đầm xòe ha, thích cái nào. Chỉ có hai cái này hôm nay là em còn size lớn thôi, còn mấy cái khác là em để size hết trơn rồi. Rồi tiếp theo bây giờ em sẽ qua mẫu khác nha. Nãy chị khách nói cái đầm sọc đen đúng không? Rồi đây, nếu mà sọc đen thì hôm nay em cũng lẻ size rồi, em mặc cái size lớn mới chị xem đỡ nha, tại vì nó lẻ size mất tiêu rồi ạ. Đây là 1291 nè. Đây là 1291 nha, sơ mi sọc đen em mặc là size lớn luôn, là nó hơi rộng chút với chị xem đỡ nha. Cái này thì em đã hết size bé rồi, bây giờ chị còn size to thôi. Đây em không có size nhỏ, em mặc đỡ cái size to cho mấy chị xem thì nó hơi rộng chút, tại vì không đúng cái form của em. Đây là cũng dành cho chị nào 60kg lận, em 50 thôi nên là chắc chắn em mặc nó hơi rộng. 1318 mét 52 60kg, dạ vừa nha chị Ngọc Anh. Đây vừa 60 cho 57 tới 65kg trong khoảng này, mình cứ đặt hàng cho em. Tại vì tùy theo form dáng của khách, mỗi chị chiều cao lại khác nhau, eo cũng khác nhau. Đó, cho nên là em nhắm chừng trước cái khoảng tầm là 57 tới 65 thì các chị đặt hàng. Mẫu này nha, 139. Chị nào lấy thì cứ thông tin lại giúp em cái mã số nè, cái số điện thoại và chút xíu nữa nha. Khi mà mình lên đơn xong rồi, cỡ tầm vài phút nữa sẽ có người gọi điện thoại lại xác nhận đơn để mà tư vấn size rồi xin địa chỉ giao hàng, thì các chị nhớ nghe máy giúp em nha.
Rồi bây giờ váy này của em là 1291 nè. Sơ mi sọc đen. Rồi rồi có chị nào hỏi em cái sọc đen ha. 1291. Đó, em sale cho mình luôn. Ôi còn có 5 cái hả? Mẫu của em đây còn đúng 5 cái. Size XL là cái size em đang mặc luôn. Đây 60 kg độ về. Có độ co giãn thôi cộng thêm thành 62 cũng được luôn. Thậm chí ngày hôm qua có một chị khách nói em là cái đầm này XL chỉ 65 kg mặc vẫn được. Đó, thì tùy vào phong dáng của khách. Bởi vậy em không có chắc chắn được là nhiêu đây ký hoặc nhiêu kia ký. Tại vì nhiều chị 60 vừa, nhiều chị 60 lại không vừa. Đó, rồi chị Quỳnh Anh, hồi nãy like kia chị chưa kịp xem like này, chị xem nè, nhớ mặc cho chị mấy mẫu nhé. Rồi ok chị. Rồi ok, các chị nào mà chưa kịp xem like vừa rồi ha, thì mình hay xem like này giúp em. Đó, đặt hàng cho em là cứ tổng 600k là em bị ship với chị nha. Rồi đây là 1291 ạ, sơ mi sọc đen khóa phía sau lưng nha. Mẫu này có tặng thêm cái dây cột eo này nè mấy chị thấy không? Có tặng kèm dây cột eo. Nếu mà các chị thích thì cột giống em đây, còn không thì khỏi cột cũng được. Dây R nên là thích thì cột, không thích thì thôi, không có bắt buộc nha. Chị Trang Lê nè, 1291 đẹp chị mua rồi, cảm ơn chị yêu luôn. Em còn có 5 cái thôi nha. Cái sơ mi sọc đen này chị nào 55 cho tới 60 hoặc là 62 thậm chí là 65 tùy form khách luôn. Có thể mặc vừa luôn. Em 50 mặc cũng được nè. Đó thì chị nào 50 bon chen cũng được nha. Nó có hơi rộng một chút xíu thì cột cái dây này vô cho em cũng ok, cũng đẹp. Đây em 50 kg nha. Đang mặc XL luôn đó các chị. Em còn 5 cái size XL đầu này thôi. Xem 100 mà. Để em ta coi nhiêu đây. Để em xíu nha. 1291. Rồi 119.000 luôn. 119.000 đồng váy của em nha. Sơ mi sọc đen 1291. Chị nào lấy cứ lên đơn giúp em. 1291 sơ mi sọc đen nha. 119.000. 51 vẫn được với chị đây. Chị coi giúp em là em 50 kg nè. Đó thì mặt nó hơi rộng tại vì cái này lớn hơn size của em. Chứ chị mình thấy cái đồng nào mình thấy đẹp mà nó có cái size to hơn cái form của mình thì vẫn có thể mua được. Nhưng mà cái chị về nhà mặc thử lên á, rộng thì mình có thể chịu khó bao em giúp em một chút xíu nha. Chứ mấy cái lẻ size này em còn bao nhiêu em bán hết là em ngưng chứ không có về thêm nữa. 1291 5 cái size XL. Chị nào 55 tới 62 65 vẫn có thể mặc được luôn. Giá tiền 119.000 đồng. Rồi tiếp theo bây giờ em chuyển mẫu nè. À hồi nãy có chị khách hỏi size 70. Em có cầm hai cái thì không biết là chị có ưng cái nào trong hai cái em vừa giới thiệu không? Cái đầm ôm kim tuyến với cái đầm nhung hoa. Chưa thấy chị trả lời là thích cái nào, thôi em mặc đại nha. Thôi em mặc đại chị xem đỡ cái nhung hoa trước nha. Chưa thấy chị trả lời là ưng cái nào nữa. Cái nhung hoa này thì co giãn tốt nè. Chị nào 70 kg có thể mặc được luôn nha, full size. Full size nhưng mà co giãn nên là em tăng lên thành 68-70 kg cũng được. Rồi váy này là 1357. Đây. Đây là 1357, một em nhung hoa nha cả nhà, dáng xòe rất là dễ thương. Ngày hôm nay thì bên shop đang có chương trình giảm giá mẫu này đây. Bình thường em bán 350 mà nay có 239 nè. Giá cũ 350, giá hôm nay chỉ có 239 thôi. 56 họ chị có thể vừa chị nha. À, chị mới nhận hàng mặc vừa y luôn đó, shop đẹp lắm. Em cảm ơn chị Hương My ạ. Rồi 56 kg có thể vừa chị ơi. Mình ưng mẫu nào trước mắt bây giờ mình cứ đặt cho em cái mã số đó trước. Giống như là xí một phần cái đồng này trước đi. Tại vì hàng nào nhiều á như em mặc nè thì ok đặt chậm chút cũng được. Nhưng cái đầm sọc đen này chẳng hạn nó chỉ có 5 cái thôi. Hoặc là có những mẫu nó chỉ có 1 cái, 2 cái. Đợi em tư vấn xong rồi cái mình đặt hàng thì coi như là những chị khác nhiều khi đã chút mất tiêu rồi. Đó, để nhanh nhất thì các chị cứ xí một phần trước, chúc em tư vấn vừa em chúc đơn luôn nha. Đây, hàng ít thì còn nhanh tay hơn nha. Rồi em mặc cái này đi. 1357 nè. Vừa rồi có chị khách nào hỏi em đầm 70 kg thì mình xem giúp em cái hoa này coi được không. Đầm xòe các chị nha. Em này là chất nhung, nhung hoa dáng xòe nè. Cổ may cắt xẻ rất là đẹp luôn. Sẵn ngay cái phần cổ áo nữa nha. Tay phồng, trời ơi nó sang quá trời. Cái vải nhung đây là các chị xem nè. Có cái độ ống mảnh nhìn rất là đẹp ha. Giá sale 239k trong like của em nha. Tắt like thì em vẫn bán giá bình thường. Like trước 350, bài này cũng vậy. Tắt like em sẽ vẫn trước giá 350, còn bây giờ 239.000 đồng thôi, có full size luôn. 40 tới 65 thậm chí là 67, 68 hay là 70 gì đó, cái chị cứ lên đơn cho em nha. Vừa thêm mới chút đơn ha, 1357 nè. Mình đã hàng xong á, có nhân viên tư vấn nên là cái chị đừng lo nha.
1357 239.000 đồng, 350 hôm nay sale còn 239k, chị nào lấy thì cứ đặt hàng giúp em. 1357. Màu khác hả chị? Không, có một màu này thôi. Váy của em chỉ có một màu duy nhất nè, em đang mặc nè. Đây, hồi nãy có chị nào hỏi 70kg, quên mất tiêu tên rồi. 70kg mình chọn với bác cái mẫu này nha, hàng hiếm. Quá trời mẫu mấy chị thấy không? Nhưng mà không phải cái nào cũng 70 vừa đâu. Có cái của em là vừa nè, này co giãn tốt lắm luôn ha. Và chất nhung mặt mát, không có bị nóng nha. Nhiều chị thấy đẹp nhưng mà sợ mặt nóng, không có nóng đâu mấy chị. Nhung nhà em mặc là vừa mát mà vừa co giãn tốt nữa. Hôm nay sale còn 239.000 đồng thôi. Chị Phạm Ly chốt 1357. Chị vừa nhận đồng này, co giãn cực kỳ cao luôn đó shop. Cảm ơn chị Su Su. Bởi vậy size 4 size thôi mà em dám bán cho mấy chị khách 68-70kg luôn là mấy chị biết rồi, nó co giãn rất là tốt ha. Bình thường size chuẩn là có 65 thôi hả, mà cái này lên được tới 68kg luôn hoặc là 70kg luôn cơ. Eo 90 độ về cho em nha. 239k cho chị Huỳnh Thi nè. 1357 các chị nha. 60-65 hỏi chị rất là nhiều chị Ngọc Anh ơi. Cái khoảng tầm mà 60-65kg á là size chuẩn của nhà em, rất là nhiều mẫu vừa nha. Đồng này cũng có. Mẫu này của em là full size từ 40 cho tới thậm chí là 70kg luôn. Đó, em hay nhấn mạnh cái này size 70 thôi chứ thật ra nó vẫn có size bé nhá. Đây em mặc full size này chị. Quan trọng là cái nào mà chị ưng ý á, cái hoa nào chị thích, cái kiểu nào chị ưng thôi. Chứ về cái số size thì rất là nhiều nha. Em mặc mẫu nào cũng sẽ có giới thiệu size bao nhiêu ký mặc vừa, giá tiền bao nhiêu, mã gì. Đó, thì cái chị cứ theo dõi like của em để đặt hàng cho nó dễ nha. 1357 nè, 239.000 đồng. Mỗi hộp đầm em sẽ mặc tầm 2-3 phút, nên là cái chị cứ theo dõi like của em sẽ thấy nha. 239k, 239k nha cả nhà. 1357 kèm số điện thoại cho em là được ha. Cái này 70kg mà ông nằm một hồi là không còn cái nào khác đâu nha. Em chỉ còn có 2 mẫu 70kg vừa thôi ha, không có nhiều đâu. Rồi bây giờ em về lại size chuẩn nè. Cái này 70kg đúng không? Rồi tiếp tục bây giờ em sẽ giới thiệu cho mình một số kèm váy ha. Full size đi. Full size thì em sẽ có em này. Em hoa hồng đỏ rồi, hoa hồng đỏ đây ha. Đây cái hoa hồng đỏ này full size cho mấy chị nè. Hàng hôm nay là lễ size cũng có, full size cũng có, phong bé, phong to gì cũng có, nói chung nhiều kiểu lắm. Em mặc mẫu này là 239k. Mẫu của em là 239.000 đồng nha. Đây, tiếp tục sẽ lên cho mấy chị xem một em váy nữa. Mẫu này là 1340. Rồi hoa hồng đỏ này full size nè. Chị nào 40-65kg thì đặt hàng cho em mẫu này size chuẩn nha. 219k luôn. Đó, giá nào cũng có ha. 219k em này là hàng mới luôn á, hàng có số lượng nha, chứ vậy hàng lễ size nha cả nhà. 219 hàng mới em sale luôn nè. 219k, 40-65kg vừa. 1340 kèm số điện thoại. Em này chất lụa, một em váy lụa xòe đây. Hoa này cũng tương đối là hoa to to đó. Hoa nhỏ hơn em cũng có nha, hoa nhí em cũng có luôn. Đó, bây giờ cái chị mình muốn em lên cái mẫu nào thì mình thông tin lại cho em ở phía dưới. Ví dụ như là chị thích hoa bé, chị thích hoa vừa, thích hoa to, hay là chị thích đầm ơ, body, đầm đuôi cá, đầm suông hay cái kiểu gì đó, thì mình để lại thông tin ở phía dưới giúp em, để em coi nào vừa ý mình em mặc nha. Chứ giờ em đâu có thể nào biết được, ở đây có tới mấy chục chị, hai bên, mỗi bên mấy chục, gần 100 chị nữa. Đó thì làm sao em biết được mình thích cái nào đây. Nên là mình ưng cái nào mình nói cho em biết đi, cho em dễ lên luôn. Em đây là 219 ạ. Chị Mỹ Sang mẫu này chị eo 83 vừa hông, rồi vừa size 2X chị nha. Em này full size từ 40-65, chị cứ thông tin lại giúp em cái mã số nha. Size của mình chúc em sẽ tư vấn sau. 219k 1340 kèm số điện thoại. 1340 kèm số điện thoại cho em nha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nha cả nhà. 219.000 đồng nha. Nhanh tay em chút giá giảm cho mình nè. Đặt sớm có gì bên em hỗ trợ tư vấn size cho mình nha. 1340 chất liệu là vải lụa. 1340 gộp đơn cho chị tiếp nha. 219 nè, ok chị luôn. Ai nữa thì cứ thông tin ở phía dưới giúp em cái mã số nhé. Khi mà các chị đặt mẫu nào á, chị cần nhớ giúp em nè. Thứ nhất là mình đặt đúng mã số giúp em, có mã số nè.
có số điện thoại, và thêm một cái nữa là nhớ chia sẻ like cho em nữa thì mới chốt giá sale được. Chứ bình thường em bán cái này 300, hôm nay có 219 thôi. 219k nha. Chị Vân Kiều cho chị 1340, ok luôn. Hoa nhí hả chị? Em đây là một cái đầm trơn nè. Hoa nhí thì là hoa nhí phải không? Rồi để em coi cái sơ mi kia còn size nào. Hoa nhí thì cũng hơi ít á. Rồi, hoa nhí hôm nay em lẻ size mất tiêu luôn. Rồi, hoa nhí, hoa đợt này em có hai cái hoa nhí này, chị coi ưng thế nào. Em mặc cho chị xem cho nó dễ. Đây, hai cái này là đúng chất hoa nhí luôn á. Một là cái này là von hoa nhí ha. Von hoa nhí xè nè, rất là xinh. Em này là cũng là chiến mới mà cũng gần hết hàng luôn. Còn cái này là sơ mi hoa nhí thì nó đã chính thức là nó lẻ size rồi, chứ không còn là gần nữa, mà nó chỉ có đúng một size thôi. Đây, sơ mi hoa nhí em chỉ còn size M. Không biết là chị mặc size nào, chị Hùng Nguyễn ha. Cái bộ này đẹp nè, rẻ nữa, mà em còn có một size thôi, size M, 50kg độ về. Nếu chị vừa thì comment giúp em là sơ mi hoa nhí, đó. Để mới tránh mất thời gian thì cái chị mình cứ thấy em giới thiệu cái nào vừa cái đi, rồi mình thẳng chốt ha. Rồi còn cái này nha, cái này là đầm von xòe. Hoa nhí von xòe này thì được cái là còn full size hơn, cũng không có nhiều đâu. Có size có 2 cái, có size còn 3 cái thôi à, không có nhiều. Nhưng mà nó vẫn hơn cái kia, nó vẫn full size hơn cái kia. Đây là von xòe hoa nhí, đó, chị thích cái nào nói em biết nha. Rồi trong thời gian chờ đợi chị chọn hai mẫu đó thì em sẽ giới thiệu thêm một em váy khác. Mẫu của em là 219k nha. Rồi chị Ngọc Tên chúc 1340 hoa hồng đỏ nè. Ok chị luôn. Đây, body hả? Em cũng đang định mặc body đây chị. Rồi, lên body nha. Body đen nha. Này là bữa trước nó hết size nè. Hôm nay tự dưng nó còn lại được mấy cái. Em sẽ mặc trước cho mấy chị coi thử nha. Đây, body phi tuyết. Cái mẫu này là rất là nhiều chị khách nhà em mê. Bởi vậy vừa về hàng thôi là nó cũng đã lẻ size rồi. Hôm bữa nè, cách đây tuần trước mấy chị thấy em báo thì hết size phải không? Nhưng mà hôm nay em đếm kho nha, nó cũng lác đác lại được mấy cái, không có nhiều nha. Em đọc luôn cái số lượng còn lại cho các chị mình biết luôn là còn bao nhiêu cái thì mình có thể là suy nghĩ nhanh ha. Đầm này em chỉ còn có 14 cái size M thôi. 14 size M, 4 size L, 5 size XL và 4 cái size 2X. Đó, em sale luôn 249k. Body nha cả nhà, em mặc đây. Body body này body bình thường đây ha, chứ không có bó, không có đuôi cá quá. Rồi 1332 nha. 1332 sale còn 249. Dạ không có chị Hồng ơi, hết rồi chị ha. Gì đây ta? Chị Hồng Ân ơi, em không có đọc ra cái comment của mình đó chị. Style là cái gì ta? Chị Hồng Ân ơi, mình ghi giúp em rõ rõ lại, comment có dấu giúp em. Có 556k không em, là em cũng không hiểu luôn, 556k làm sao ta? Mình ghi rõ rõ là giúp em để em dễ trả lời chị yêu nhé. Rồi đồng này là 1332 nè. 1332 em này chất phi tuyết nha cả nhà, body phi tuyết. 249 ha, gần hết rồi đó, đâu có còn nhiều đâu. Có size mười mấy, nhiều nhất là 14 cái size M, còn lại là 4 size L, 5 size XL và cũng còn 4 cái size 2X luôn. Đó, sale 249.000 đồng nè. Form lên bao chuẩn đẹp luôn, hỏi sao không hết hàng mấy chị ơi. 249k váy của em, 1332 kèm số điện thoại. Chị nào size L, XL và 2X nha. Em có đọc cái số lượng rồi á, thì cái nào nhiều thì mình có thể suy nghĩ thêm. Nhưng mà cái nào thấy cái size mình mà đã gần hết rồi thì các chị vui lòng đặt sớm nha, chứ mình chần chờ ngày mai ngày kia họ lại nhiều khi không còn đâu. Chị Mỹ Ngọc, đầm này đẹp lắm, chị mua rồi, trước chị mua là 299. Ôi hôm nay em còn có vài cái thôi, em sale 249.000 đồng luôn. Like này là có giảm rồi đó. 249k nha. 1332. Không túi chị ơi, body là không có túi nha. Hôm nay chị nhận được đầm rồi, 99k mà đẹp lắm luôn ha. Đầm shop em đẹp lắm. Đó, em chị Thiên ha. Chị Thiên mới nhận được hàng nhà em, mặc dù là 99.000 đồng nhưng mà quá xuất sắc nè. Đó, em sẽ mượn cái comment của chị Thiên em ghi ở phía dưới chút xíu nha. Rồi ai khen là phải ghim lại liền ha. Đó, mấy chị nào chưa mua đồ cho em đó, coi thử chị Thiên vừa comment kìa, yên tâm phần nào chưa? Không yên tâm nhắn tin cho chị Thiên hỏi coi phải đúng sự thật không. Rồi em đang mặc hỏi chị, 249k mẫu của em, 1332 kèm số điện thoại.
Các chị lưu ý nè, mình đặt mẫu nào cho anh xin cái mã số trước nha. Quan trọng bây giờ là cái mã số, cái số điện thoại trước. Còn cái số ký của mình thì một chút nữa mình cho em sau cũng được nha. Chứ trước mắt bây giờ mà chưa có mã số là chưa có chút đơn được á. 1332 nè, body nha. Body là không có túi. Body đuôi cá nè, body của em hoặc là body su cũng vậy là sẽ đều không có túi nha cả nhà. Body là may trơn hết. Chị Hà Thảo, eo của chị là 81 size nào? Dạ size 2X nha chị Hà Thảo ơi. Rồi chị Tùy Linh chốt 1332 nè, màu đen nha, màu đen là 1332. Body phi tuyết nha cả nhà, cái chất của nó đắt tên là phi tuyết ha, body phi tuyết. Sale 249k, 65kg độ về cho em là vừa. 1332 chị Nhanh Trần ơi, em thấy chị comment sai mã rồi nè. Chị em thấy chị comment 22 là sai rồi. Đây là 1332, còn 22 là mã khác. Hay là chị đặt mã 22? 22 thì để giờ em chưa có mặt. Mình đặt mẫu của em hay là sao ạ? Tại vì cái comment của chị là nó ra cái mã khác chị nha. Cái mẫu mà chị comment là cái mẫu này nè. Đây nè. Mẫu mà chị comment là cái mẫu này nè chị ơi. Mình đặt như vậy là em sẽ giao cái đầm này nè. Hay là chị đặt cái sóng eo này. Sóng eo này em chưa có mặt nha. Em sợ với chị đặt lộn quá à. Nhiều khi khách comment á là khách đã coi like trước rồi. Bây giờ vô like này đặt hàng. Đó thì mình comment cái mã đó thôi. Còn em đang mặc là không phải nha. Em mặc là 1332. Cho nên nếu như chị có đặt lộn, comment lại giúp em đi. Cái màu đen đặt là 1332. Đặt size là em giao size liền. Rồi bây giờ qua mẫu nha. 1332 là body đen của em, chất phi tuyết, sale còn 249.000 đồng nha cả nhà, chất mới về nhà em á. Rồi tiếp theo đây sẽ là một em váy nào đây ta, để em xíu nha. Rồi bây giờ em sẽ giới thiệu cho các chị một em vest này cũng rất là đẹp mà nó cũng lẻ style luôn rồi. Giá thì hôm nay sale nhiều lắm, có cái này có cái kia ha. Đây, em này là 1283 nha cả nhà. Một em cổ vest màu xanh đen. Vest chiến này tương đối nhiều màu á. Đợt này em về vest cho các chị là có màu xanh, xanh lá. Xanh gọi là xanh lá, thật ra cũng không có lá lắm đâu. Nhưng mà để phân biệt ha, đây em có màu xanh mới nè. Đây, màu xanh nè, vest màu xanh, vest màu da, màu cam, màu hồng, màu đen nữa. Đó, em có nhiều màu lắm. Màu nâu vàng nữa nha, nhiều vest lắm. Còn cái vest xanh đen của em là hàng của lô trước Tết, nên là bây giờ em sale nó rẻ hơn xíu, rẻ size rồi. Còn hai size thôi em sale luôn, 139 đi. 1283 cái chị nha, em đang mặc nè, vest màu xanh đen nha. 1283. Rồi em còn cho cái chị là size M thôi. Dạ rồi, chị còn có một size thôi hả? Mẫu em mặc hôm nay còn có một size là chị nào phải 50kg độ về là mới vừa nha. Hết size lớn rồi, hết sạch luôn. Giờ chị còn size M thôi cả nhà ơi. 1283 nè, vest xanh sale 139 nè. Nguyên cái đầm vest như em mặc mà có 139 rồi đó. 32, à chị Nhanh Trần rồi. Chị Nguyễn Mai cũng lấy cái 32 ha. Mẫu 32 em vừa mặc qua. Cái chị lưu ý là em chỉ còn có vài cái thôi đó nha. À 1m58 nặng 52kg nè. Ok, chị Nguyễn Mai là có thể vừa nha. Rồi chút xíu em chọn size cho mình sau ha. Size thì sẽ có nhân viên chọn cho mình. Rồi đây là 1283. Vest màu xanh nha cả nhà, xanh đen. Đen có màu khác nha, đây nè. Đen nè, nó khác kiểu của em. Mỗi một cái nó lại khác kiểu nhau, từ khác cái đợt hàng về luôn. Đen thì em có hai cái túi hai bên, còn cái xanh của em thì có một cái túi phía trước nè, túi nắp ở phía trước. Đen thì hai túi và không có nút ở đây. Đó, cùng chất liệu là chất tiết mưa nha cả nhà. Hôm nay sale luôn 139.000 đồng. Giờ hình như là cả hai nó đều còn size M hay sao á. Màu xanh của em là còn size M nha. Trước tiên là màu xanh đi. Rồi, màu đen cũng còn mỗi size M thôi. 32 là 250 á chị Phạm Tuyết ơi. 32 250. Ren đỏ hả chị? Ren đỏ em chưa có mặc nha. Đây, ren đỏ là body đuôi cá nha. Đợi em chút ạ. Sau cái này đi em sẽ mặc luôn cho chị coi cái ren đỏ cho nó dễ ha. Đợi em xíu. Để em móc cái khác lên đi, móc cái đen lên đi. Đó, cái đen đen xèn cũng rất là đẹp nè. Rồi bây giờ cái hai cái đồng này chỉ còn size M thôi. 50kg độ về cho em là vừa nha. 83 không có còn size 65 chị Diễm ơi. 83 màu xanh của em. 1283 là màu xanh, 1299 là màu đen. Cả hai chỉ còn size M thôi. Xe đồng giá luôn 139.000 đồng. Rất tiếc là chị nào 50kg độ về thì mới vừa. Hai em này trên thì em đã hết mất tiêu rồi. Chị nào size lớn thì mình lựa cho em sang màu khác đi. Ví dụ như là màu da này có size nè. Đây, vest màu da thì sẽ có size hơn nè, full size hơn.
Đó, vest da sẽ có full size. Móc bên này không thấy cái hoa ha. Này đi. Rồi, vest da thì em sẽ có full size hơn nha cả nhà. Da này hồng này nó full size hơn nha. Còn hai cái này em lẻ size rồi. À, mua đầm của shop thì yên tâm về chất và giá cả luôn. Em cảm ơn chị Thiên ạ. Em mặc cái này 139k nha, 139.000 đồng. Có váy hoa không? Chị Thúy An ơi, bên em là chuyên đầm hoa đó chị. Sương sương ở đây xung quanh em là rất là nhiều bông hoa nè, chị thấy không? Xung quanh em quá trời hoa nè chị. Chị muốn coi hoa màu nào cho em biết luôn đi, em mặc cho chị coi nha. Hay là chị hỏi vest, nếu mà vest thì có đúng một cái vest hoa thôi. Đây, đầm vest thì toàn là vest trơn không hả? Có duy nhất một cái vest hoa là cái hoa này thôi. Còn mà chị hỏi đầm hoa bình thường không cần phải cổ vest thì em có cả trăm cái đầm hoa ở đây luôn. Đó, chị coi thích cái hoa nào đi để em mặc cho chị xem nha. Chứ nhiều hoa quá em giống như là đứng giữa rừng hoa, em không biết cái chị thích cái hoa nào đâu. Bây giờ qua mẫu khác nha. Rồi, lên cho các chị xem. Một em ren đỏ. Ren đỏ này là đuôi cá nha. Body đuôi cá này. Hình như là nó vẫn còn full size sao á. Ren đỏ kim sa. Đây, đợi em xíu. Rồi, ren đỏ kim sa nha cả nhà ơi, body đuôi cá nhé. Hôm nay sale còn 219.000 đồng với này thôi. 1348 nhé. Khoan đợi em xíu. 1348. Rồi, 29k đúng rồi. 219k mẫu của em nha, ren kim sa. À, may dán là đuôi cá nha. Hai nhí hả chị? Ủa, hồi nãy em có cầm hai cái hoa nhí. Em có hỏi chị là chị muốn em lên cái hoa nhí sơ mi hay là cái von. Em chờ mãi không thấy chị trả lời. Em chờ mãi không thấy chị trả lời, em chứa mặt luôn. Hồi nãy em hình như chị hỏi em hoa nhí phải không? Em có cầm hai cái đó chị. Tại vì chỉ có hai cái là hoa nhí thôi. Không có nhiều hoa nhí đâu. Đợt sau sẽ có về thêm nha. Nếu mà đợt này các chị đã mua hai cái này rồi, hoặc là mình không thích hai cái này chẳng hạn, thì mình đợi với em đợt sau. Đợt sau sẽ có về thêm hoa nhí ha. Có sơ mi hoa nhí, rồi có đầm cổ tròn hoa nhí này kia rất là nhiều kiểu. Chuyến sau về hoa nhí thêm nha. Còn lô hiện tại chỉ có hai cái này thôi. Em có hỏi mình là muốn em lên cái hoa nhí von này hay là cái hoa nhí sơ mi, không thấy chị nào trả lời hết, nên là em chứa mặt luôn. Đó, chị nào yêu cầu mẫu nào thì em mới mặc nha. Chứ bắt câu em mặc lên lại không đúng ý của mình nữa. Rồi, chị Mỹ Huệ, đầm này đẹp, chị cảm ơn rồi, cảm ơn chị yêu luôn. Đây, mẫu này là 1348 nè. Cái mới vừa rồi hả chị, em mới mặc nào vậy ta? Màu nào chị ơi, cho em xin cái màu chị nha, hay là cái kiểu nào? Tại vì em qua liên tục quá. Cái 2 phút, 3 phút em qua một cái rồi. Nên là em cũng không biết mình hỏi cái nào nữa. Kiểu nào, màu nào, comment lại giúp em để em đọc cái mã số nhé. Rồi, em này là body đuôi cá ren nè, 219.000 đồng. Size thì mẫu này là em có full size luôn, 65kg độ về cho em nha. Ren đuôi cá, tay dài luôn, có kim sa ở phía trên nữa. Đây, có kim sa lấp lánh nè. Đó, rồi có hàng cúc ngọc trai cho mình luôn. Cúc kiểu thôi chứ không tháo được nha. Cúc này em may cho đẹp thôi. À, cái xanh cổ vest là 1283. Đây, xanh cổ vest là 1283. Nhưng mà em chỉ còn size M thôi, 50kg độ về. Này, 50kg độ về, eo phải 68 độ lại mới vừa nha. Form nó cũng không có rộng đâu, form bình thường thôi hả. Đây chị ơi, 139.000 đồng. Đây, nếu chị hỏi cái vest này thì phải 50kg độ về cho em, hoặc eo 68 độ lại. Em chốt luôn 139 nha. Rẻ lắm, nhưng mà có một cái là không phải chị nào cũng vừa. Hết mất tiêu rồi, lẽ sai rồi. Đây còn size M thôi. Em mặc thì full size nè. Em mặc từ 40-65kg luôn nha. Cũng tương đối cho các chị thôi. 65kg độ về, các chị mà đơn ý thì cứ đặt cho em trước đi. Rồi chắc chắn là vừa hay không, hay là mặc size nào thì một chút nữa sẽ có chuyên viên của nhà em gọi lại để mà tư vấn cho mình ha. 219k mẫu này, ren đỏ kim sa. Đó, lấp lánh chưa? Hai bên tay là không có lót, mình thấy hoa văn nó nổi lên liền luôn nè, đẹp xuất sắc luôn. Mà em bán cũng chỉ có 219 thôi. Ren kim sa nha cả nhà, 219.000 đồng. Ai lấy đặt giúp em nha. 1348 kèm số điện thoại cho em nha. Chị Hương Nguyễn Thị lấy cái 1348 nè. Rồi tiếp tục bây giờ em chuyển sang mẫu khác nha. Em đang sale còn 219k chị ơi, 219k, 65kg độ về cho em là vừa. Rồi chị Hoàng Thu, em vẫn chưa thấy chị comment là chị thích cái nhí nào. Thôi em lên đại nha. Hai cái nhí em hỏi chị không có trả lời em cái nhí nào em mặc đại á. Tại vì nhiều khi em vừa mặc lên cái chị khách lại không
công việc, thôi chị không thích thế này, chị thích cái kia đó. Có phải là mất thêm mấy phút chờ đợi không? Thì thôi mình thêm like của em hỏi thích cái nào. Có chị ví dụ như thích cái màu đó, nói cho em luôn, em mặc cho nó nhanh mấy chị nha. Em hỏi mà không thấy trả lời là em mặc cái khác đó. Rồi đây lên một cái von nha, lên một cái von hoa nhí nè. Mẫu này thì hàng mới của shop em, sale 299.000 đồng. Đây, em mặc hoa nhí rồi nha. Sale 299k cho các chị mẫu này nè. 1355 gần hết rồi đó. Mặc dù là nó mới với chị mà nó lẻ size chóng mặt luôn. Hiện tại 4 size em cũng chỉ còn trên dưới 20 mấy cái mỗi size. Trong đó size XL còn 2 cái. Có chị nào mặc XL không? Em còn đúng 2 cái thôi đó nha. Gần hết luôn rồi. Von hoa nhí 1355. Giá thì 299 từ lúc em mới về đến hôm nay nó vẫn vậy. Xanh thang 1283, chị ơi em vừa mặc qua không? Vest màu xanh, vest xanh là 1283 chị nha, 139 thôi, chỉ còn size M. Vest xanh là nãy em mặc là 1283 nha, 139 chỉ còn size M thôi ạ. Rồi chuyển sang cái hoa nhí này của em là 1355, von hoa nhí. Có đính mấy viên đá ở đây rất là xinh nè, chiếu cho mình nè. Tay thì có nhúng thun ha, tay lỡ nhúng thun cho các chị đang dán xè. Ở trong để em có lót nha, von là phải có lót ở trong. Sale hôm nay 299, chị Dung Lê đầm đề, cảm ơn chị yêu nha. Hết trơn rồi đó, gần hết trơn rồi. Size XL em chỉ còn có hai cái thôi. Chị nào XL thì em này chỉ có hai cái nha. Về thêm hay không thì em chưa có hứa trước đâu. Em chỉ thấy là nó còn có nhiêu đó bữa giờ thôi, chưa thấy có về thêm đâu. Nên nếu có chị nào vừa ha, đang có hàng mình đặt luôn giúp em. 299.000 đồng, 1355. Bông treo sau lưng em. Bông treo sau lưng em hỏi chị là sau tường hay sao ạ? Sau tường hay là bên này hay bên này? Bên sau thấp nè, bên sau cao nè. Còn cái kia là cái nhung hoa em có mặc rồi. Nếu mà chị hỏi cái sau tường á là em có mặc qua mất tiêu rồi, em vừa mặc qua mấy phút trước hà. Đúng cái đồng đó thì chị đợi em cỡ tầm 10 phút nữa em sẽ mặc lại cho mình coi. Còn không á thì nhắn cho em ha là xem hình 1357 thì em sẽ gửi hình cho mình coi đỡ. Chứ còn mặc lại thì em chưa có mặc lại được liền nha. À, không có co giãn chị ơi, von mà em mặc là von mấy chị nha, không có co giãn. Được cái là vẫn còn tương đối size eo 82 độ về em sẽ có hàng. Đồng von hoa nhí này chị nào eo dưới 82 là ok, có hàng mặc đẹp luôn. Giá sale 299 nha. Đó, đồng này không có co giãn nha, size bình thường thôi. Eo 82 độ về giúp em ạ. Chị Kim Lan chút 1355 nè, von hoa nhí nè, 1355 299. Chúc cho chị Kiều Vân 1355 của em mặc luôn. Rồi còn chị nào không? Còn chị nào không đặt hàng cho em nha. Với các chị nhớ chấm bài cho em nha. Lâu lâu chấm bài tương tác nha cả nhà, để không có bị lạc trôi với chị nha. Em chào chị Hiền Đỗ ạ. À, đồng này đồng von chị ơi, von 1283. Chị Hiền Nguyễn ơi, em vừa nói xong là mẫu nào mà em mới mặc qua rồi thì em sẽ không có mặc lại được liền. Cái này không phải là em không muốn mặc chị nha, em rất là muốn mặc cho chị coi liền, nhưng nhiều chị khách ở đây đang xem song song với mình thì em vừa mặc qua mà bây giờ em mặc lại á, mấy chị không có chịu, tại vì mấy chị cũng muốn xem những cái khác nữa. Cho nên em nào mà có mặc qua rồi thì em sẽ gửi hình cho mình coi trước, còn nếu muốn em mặc lại trực tiếp ở đây thì 10 phút nữa em mới mặc lại được nha. Mình thông cảm giúp em chứ em cũng khó xử lắm, mỗi chị mỗi ý cái này cái kia rồi em không biết phải làm sao để mà hài lòng tất cả mọi người nữa. Cho nên là 10 phút sau em mới mặc lại được. Cái nào qua rồi đợi em 10 phút nha. Cái đằng sau tường cũng vậy phải không? Hồi nãy có chị khách hỏi cái này, em mặc qua rồi luôn. Cái này vừa qua tức thì luôn. Rồi, ai mà thích mấy cái mẫu em có mặc qua rồi thì đợi em nha. Đồng này sale còn 299 ạ. 1355 kèm số điện thoại cho em. Thôi tiếp tục em sẽ qua mẫu khác nha. Von hoa nhí em gần hết hàng rồi. Chị nào ưng là phải đặt sớm giúp em nha. Nhất là size XL. Cái đầm này nè, em còn có hai cái size XL thôi. Chị nào không nhanh tay là hết. Rồi tiếp theo bây giờ sẽ lên một em vest đi. Em sẽ mặc một cái đầm vest cho mấy chị xem ha. Rẻ mà có size luôn. Đây, hàng mới nha. Em này là vest mới về này, full size mà sale có dưới 200k luôn. Đây, màu hồng nha, màu hồng rất là dễ thương nè. 1366 vết màu hồng.
Trời, chị nào làm văn phòng công sở mặc cái này cũng xinh luôn. Chị nào đi chơi đi tiệc mặc cái này cũng quá đẹp luôn. Giá sale 179.000 đồng thôi. Đó, nguyên cái đầm vest mới nha. Cái màu hồng này là của chuyến mới nè mấy chị. Hồi nãy em mặc cái xanh than với cái đen em cầm á là của lô trước Tết rồi, hàng hàng của đợt trước rồi. Nó lẻ size. Còn cái này được cái là mẫu mới về ha. Full size luôn, còn đủ size cho mình luôn. Chị nào 40-65kg màu hồng thì em có size nè, mà cũng rẻ lắm. Mang tiếng hàng mới chưa chưa tới 200 nữa, có 179 thôi. Rồi, ai lấy màu hồng đặt giúp em 1366. Ai lấy màu hồng đặt giúp em là 1366 nha, vest hồng. Cái chất này là chất cotton lạnh nha cả nhà, cũng là một chất mới về của nhà em. Để em coi coi mỗi size còn nhiều không. Rồi đều luôn ha, size thì còn đều luôn. 65kg độ về cho em là vừa nha. Em còn đều 4 size cho các chị luôn á. Chị nào lấy thì cứ lên đơn cho em nè, sale còn nè. 179 thôi à, cái vest này có 179k thôi. À, chị Hiền 1283 hả chị, có 139 à. Nhưng mà em còn size M chị ơi. Quan trọng là cái đầu mình thích lên, nhưng mà phải nghe em giới thiệu coi là còn size hay không nha. Đây, đẹp, rẻ, 139 nhưng chỉ còn size M. Ngoài ra không còn size nào khác nữa nha. Các chị lưu giúp em, line này em chỉ còn size M mẫu này thôi. Vest này chị hỏi nè, size 139k đó chị. Chỉ còn size M 50kg độ về giúp em. Rồi, còn em đang mặc đây 179 mà full size cho các chị mình luôn. À, sau tường size 65kg hỏi chị được, cái đó thì vô tư. Cái sau tường á, 70kg mặc còn được nữa mà, co giãn tốt lắm. Cái mẫu này nè, chị hỏi cái nhung hoa này đúng không? Mẫu đó siêu co giãn luôn nha. Chút nữa em giới thiệu lại cho mình. Hồi nãy có chị khách kia chị 70kg chị hỏi em, cái em mặc luôn rồi. Đây đợi em chút nữa nha, em có mặc qua rồi. Mẫu đó cả 70kg còn vừa nữa mà, 65 vô tư chị nha. Rồi em vest này thì size chuẩn thôi, em này không có co giãn rồi. Chất cotton lạnh các chị nha, full size cho mình thôi. 65kg độ về cho em, eo 82-84 là mặc đẹp nha. Trên nữa thì em này không vừa. Rồi đây hôm nay sale, hôm nay sale mẫu đầm này luôn, 179.000 đồng nha. Thắt cái nơ xinh xinh ở đây cũng được nè. Rồi 1366 ạ, vest hồng là 1366, eo 70 size L cho em nha, full size luôn, 40-65kg là vừa nha. Rồi ai lấy cứ đặt hàng cho em đi. 1366 là vest màu hồng, size M, size L, XL và 2X, size nào em cũng có hết. Chị nào giúp 65 thì cứ thông tin đặt sớm giúp em. Mã đồng đang mặc bao nhiêu vậy em? Mã đồng đang mặc giá hả chị hay là cái mã số? Cái này là 1366 chị nha, màu hồng. Vest màu hồng của em là 1366. Em sale 179k. Đó. Cái sau tường hôm nay sale có 240 rồi chị ơi. Đằng sau tường này có 240 thôi. Rất là rẻ chị nha, mà full size tích cả 70kg luôn á. À. Chị Hiền ơi, cái này mình thông cảm giúp em là tại vì khách em á mua đơn hàng, em có nói là tổng đơn hàng các chị mua là 600k thì em sẽ miễn ship cho một lần đi hàng nha các chị. Chứ mình không có tính là hôm qua cái hôm kia cái, các chị mà chia ra mỗi ngày một cái không tính được đâu. Tại vì các chị biết đó, một lần đi hàng là một lần em hỗ trợ tiền ship cho mình. Cho nên là ngày hôm qua mà các chị đặt hàng em đã có hỗ trợ một phần rồi. Hôm nay em sẽ hỗ trợ tiếp, nhưng bên em cái mức ship á, thành phố là 20k, ship tỉnh là 30k. Đó, các chị mà mua đơn chưa tới 600 thì cái mức ship đó cứ vậy tính toán giúp em. Còn lại đơn hàng nào 600k rồi em mới miễn ship được nha. Chứ mấy chị thấy đó, cái đồng này em bán đâu có lời bao nhiêu đâu mấy chị, thậm chí em lỗ vốn luôn. Cái vest như vậy, cái chị mua ở ngoài kia không ai bán như mình 179 nguyên cái vest như em đang mặc đâu. Thật sự cái tiền ship em giao cho mình tới nơi á là em đã hỗ trợ rồi, huống hồ chị em đã giảm giá tiền đồng nữa. Đồng này em bán tại cửa hàng là 399, ở trên line có 179k thôi hà. Cái tiền em đã giảm á, ship nó không có xi nhê gì luôn á. Chị An Nhiên chốt 1366 nè. Rồi em 71 mặc vừa, chị cứ đặt hàng cho em đi. Mẫu này full size, mẫu này là full size các chị yêu nha, 65kg độ về cho em là vừa nha. Em chỉ có thể hỗ trợ cho mình là hết mức có thể rồi. Tiền đầm em đã sale cũng hết mức luôn rồi, và cái tiền ship cũng đã có hỗ trợ rồi. Cho nên là các chị mình thông cảm giúp em, mình đừng có kỳ kèo tiền ship ha. Tại vì cái này thật sự vấn đề này em không có giải quyết được. Ship là bên vận chuyển người ta thu tiền, cái đó là người ta tiền công của người ta mấy chị ơi. Người ta thu mắc hơn cái tiền em lấy các chị đó. Thì nhiều khi ở thành phố ha, xa xa người ta lấy em cũng hết 30-40k ship rồi. Em thu
với chị có 20k thôi, em đã có hỗ trợ rồi nên các chị hân hạnh giúp em ship nhiêu đó, trả cho em nhiêu đó nhé. Đợt này sale còn 179.000 đồng thôi, 65kg độ về cho em là vừa nè. Giá tiền là 399k tại cửa hàng, nhưng mà trên live sale có 179 à. Giờ các chị qua trực tiếp shop em nè, địa chỉ quận 7 em đang bán hàng đây. Các chị qua shop em mua đồng này là 399 nhé. Còn mua trên line nó chỉ có 179 thôi. 1366 kèm số điện thoại giúp em. Rồi tiếp tục em lên gót cái sơ mi này đi. Hồi nãy có chị khách hỏi hoa nhí ha, thì sẵn tiện em mặc luôn cái này. Cái này thì size bé thôi, chị nào 50kg độ về thì mới vừa. Vét hồng là 1366 chị Trúc Liên ơi, 1366 là vét hồng. Rồi sơ mi nha, sơ mi hoa nhí là 1338. Này đẹp lắm nè, rẻ nữa. Bình thường em bán nó 300 đó, không có hàng giao luôn. Này nó còn mỗi size M thôi, hơi kén cho nên là em sẽ giảm cho mình 1338. Em còn có 9 cái thôi nha. Sơ mi hoa nhí hôm nay là 9 tức là em để sai rồi nè. Size 139.000 đồng luôn, còn 9 cái size M. Em còn 9 cái size M nha cả nhà, sale luôn nha, 139k. Dạ vét không có co giãn chị ơi, có cái vét nhung co giãn mà em không biết nó còn hàng không. Để em xíu nha. Còn mấy cái vét màu này nè, xanh, hồng, rồi da, rồi màu cam, màu nâu vàng này kia là nó không có co giãn. Em có cái vét nhung đen á, đây. Còn nhưng mà nó không có nhiều. Có cái vét nhung đen á chị thì nó co giãn tương đối ha, à, được 3 đến 5 kiếm một size cũng được luôn. Để em xíu nha. Đây nè, cái vét nhung này nè chị. Cái vét nhung này thì co giãn được nè. Đầm nhung thì nó sẽ có co giãn hơn ha. Đây, em vét đen nhung này được không? Nhưng mà chỉ còn size tầm tính co giãn rồi nha, là tầm 55kg độ về. Có, hoặc là một cái size 2X nữa. Đầm nhung hôm nay còn một cái size 2X luôn. 2X cho chị nào 65-68kg độ về cũng được nha. Em này là vét nhung đen nha các chị. Đẹp lắm, giá cũ 300 mấy á, mà nay có 200 mấy thôi. Chào chị Thiên Thư nha. Rồi mẫu này của em là xe 200 mấy à, để em chút nha, em chưa có mặc này. Nên là khi nào em mặc lên đi, em sẽ đọc cái mã số cho mình xem. À, đọc mã số cho các chị đặt nha. Hoa nhí của em không ạ, hoa nhí này là lụa nha. Em mặc là vải lụa, không có co giãn rồi. Size bé, size này size M thôi. 50kg độ về cho em mới vừa. Bởi vậy em mới sale 139 nè. Chứ đồng này hot ơi là hot tại cửa hàng em. Bán 300 là bán quá trời bán luôn. Nay còn có 139. Tại vì size M hơi kén, phải 50 độ về hoặc là em 68 độ lại mới vừa. Đó, cho nên là chị nào vừa thì em chốt giảm luôn 139k. 1338 ạ. Vét hồng L80 hả chị? 2X chị Tiết Nga ơi, 2XL giúp em. À, đầm em mặc bao nhiêu tiền? Dạ 139 chị nha, 139.000 đồng. Đầm đằng sau không? Đây, em gửi hình cho chị coi đi cho nó rõ nha. Tại nhiều khi em cầm như vậy cũng không thấy rõ đâu. Đó, chị muốn coi hình cái mẫu này thì mình cứ ghi giúp em là xem hình 1357, em gửi hình cho chị coi. Hoặc chị nào muốn coi hình mẫu của em thì cứ ghi là xem hình 1338. Cái nào cũng có hình hết rồi ha. Chị nào muốn có hình mẫu nào đó cứ ghi cái mã vô giúp em, các bạn gửi hình qua cho mình xem nha. Đây, em này là em chưa có mặc lại nè, chút xíu nha. Đợi em qua thêm một mẫu nữa đi, em sẽ mặc lại cái nhung hoa này cho mình coi. Nhung hoa này coi giãn tốt lắm nè. Để em chút nha, tầm vài phút nữa thôi. Rồi em mặc cái này là 139 nhưng mà chỉ còn size M thôi. 46 hả chị? Có thể vừa nha. 50kg độ về cho em nha. Em mặc đây là 1338 các chị nha. 1338 mẫu của em, sơ mi hoa nhí. Sơ mi hoa nhí hôm nay sale với giá tiền là 139.000 đồng. Rồi ai chưa có thì cứ đặt hàng cho em nha. Chút nữa em tư vấn size cho mình xong. Được tư vấn size trước khi giao hàng ha, chị nào thích cứ đặt giúp em. Sơ mi hoa nhí chỉ còn mỗi size M thôi. Quên cái 83 hả chị? Cái 83 là vải tuyết mưa chị nha. Cái vết màu xanh đó là chất tuyết mưa chị nha. Hoa nhí có size 57kg không em? Mẫu này thì không chị ơi. Có cái nhí mà hồi nãy em mặc đó thì có cái nhí von đó chị. Có cái đồng nhí von xòe thì có size của chị. Còn này thì không. Này em hết rồi. Mẫu này em chỉ còn size M thôi, 50kg độ về cho em nha. Rồi đây, tiếp theo đây em sẽ giới thiệu cho mình một em váy khác nha. Thôi bây giờ lên hàng sale nha. Đây, em này sale chỉ có 100 mấy đây ta. Để em xíu. À không, em này sale 99k luôn. Body đuôi cá lụa nha, giá cũ là
99 và hôm nay sale có 99 nè. Đó, giá nào cũng sẽ có đầm cho mấy chị luôn. Hàng mới hết nha. Hàng mới hết chứ không phải là hàng bị gì hết trơn đâu. Chẳng qua là em sale là vì em muốn lấy tương tác của khách thôi. Chấp nhận sale lỗ nha, có mục đích nha. Chị nào mà không có chia sẻ live stream là em không có chốt đơn được đâu ạ. Chứ bán lỗ vốn quá trời rồi. Đây 1269 nè, body. Body đuôi cá của nhà em lụa sale 99.000 đồng, size lớn 57 cho tới 65 kg độ về cho em là vừa luôn. Mẫu này là 1269 các chị nha. Đầm em mặc nha, body. Body đuôi cá 1269. Rất là dễ thương nha. Chứ bán 200 hơn á, nên em sale có 99 thôi. Rồi, mã số em đang mặc đây là 1269 1344. Có giảm chút nào nữa không? À, chị Nguyễn Thảo ơi, cái 1344 là giá nó 259k là từ đợt đầu tiên cho đến bây giờ đợt thứ hai luôn rồi. Và nó đứng yên với cái giá đó luôn chị ơi. Giá vẫn vậy nha, mấy tuần gần đây giá vẫn có như thế thôi, 259. Không có giảm thêm nữa, mà cái số lượng á thì nó đang giảm rồi đó. Cái số lượng nó đã giảm gần hết rồi đó, mà về hai đợt rồi nha. Cho nên em khuyên chị mà thích cái đó thì mình nên mua đi. Để nhiều khi mình đợi nó giảm được 20k, 30k gì đó mà nó không có sai của mình cũng vậy ha. Tại cái nào mà đang hot quá trời mấy chị lưu ý là giá đứng im á. Cái đồng này nha, lẽ size sale nè, 99k nè. Mẫu này là 1269 đây. Giảm thì có cái này giảm nè, 99.000 đồng luôn nha. Body đuôi cá. Em mặc nó hơi rộng mấy chị xem đỡ nha. Chứ nó không có đúng cái form của em. Đây đúng form nó sẽ ôm lên như thế này. Phía dưới em may đuôi cá cũng là vạt xéo luôn, bên cao bên thấp cho mình luôn. Chị Ngọc Thanh cho chị đầm em size 51kg. 51 hơi rộng chị nha, này còn size lớn nè. Em đang mặc mẫu này nó chỉ còn size là tầm 5765 á. 51 thì nó hơi rộng á chị ơi. Hơi rộng được không? Mặc lên hơi rộng bóp eo giúp em được không? Hay là đem thắt lưng vô không? Chứ mình nhận cái này xong mình bảo là em ơi rộng quá, chị muốn đổi cái size bé hơn là không có cái size bé này để đổi đâu. Hàng này hàng lễ size, em có nói trước là em chỉ còn size lớn đấy chị nha. Chị nào đồng ý chốt thì em mới dám bán cho mình 99k thôi. Thật sự nó rẻ quá trời luôn á. Nếu mà về nhà mặc có hơi rộng thì bóp cho em cái eo chút xíu nó cũng quá rẻ. Chị Tina Trần chốt 1269 nè, 99k. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại giúp em nha. Đúng là chị Nguyễn Thảo ơi, nó tùy mẫu chị ha. Một cái sản phẩm gọi là best seller của nhà em. Cái đồng đó thật sự luôn á, là bây giờ em tăng giá nó còn được. Tại vì nó bán rất là chạy hàng, không có lý do gì mà phải giảm hết trơn á. Đây là cái chị lưu ý nha. Mẫu nào mình thấy nó đang chạy hàng quá, gần hết size của mình rồi thì mình nên mua nha. Chờ em sale, chờ đến khi em báo là gần hết size mà còn không đặt, mốt hết tiếc đáng chịu nha. Rồi đây lên mẫu khác. Em quay lại cái đầm nhung xòe nha cả nhà. Nhung xòe em này là cũng đang có giảm giá nè, 350 sale còn 239k thôi. Đây, hồi nãy là em có mặc rồi nha, bây giờ mặc lại. Mặc lại lần 2 em sẽ mặc nhanh thôi. Chị nào 70kg độ về, thôi đầm này về size thì các chị khỏi lo nha. Co giãn dữ lắm, cái mẫu này co giãn tốt cực kỳ luôn á. Chị nào 68 hoặc là 70kg gì đó mình cứ đặt cho em. Size bé vẫn có nha, full size nha các chị. Em này có full size từ 40 cho tới là 65 là bình thường. Xong rồi em tăng lên là thành 68, 70 mặc được luôn. Chứ không phải là chỉ có size lớn đâu, size nhỏ em vẫn có. Nói chung chị nào 70kg đổ về, ưng cái này cứ đặt cho em thôi. Sale còn 239. Đây, vừa rồi chị khách đã hỏi em cái đầm nhung ở trên tường thì em đang mặc rồi nha. Mặc lần 2 rồi đó, mặc lần 2 rồi nha cả nhà. Nay sale 239 thôi, 239k váy của em nha. Nhung xòe, nhung xòe nha các chị. Co giãn tốt, chất thì mặc mát lạnh rười rượi luôn. Tay này tay phòng nè. Đó, cổ sắn mấy chị nha. Nhìn ở ngoài như cái nơ dễ thương lắm. Chị Quỳnh Như nè, chị 53 dạ bao vừa. Em này full size chị cứ đặt cho em đi. Em này full size cho mình chị cứ đặt hàng nha. Chút nữa em tư vấn cái size cho mình sau ha. Đó, để mà tiết kiệm thời gian để em giới thiệu được nhiều sản phẩm thì cái khâu tư vấn size sẽ có người tư vấn nhé. 1357 sale 239. À, chị lấy hàng bên em mấy lần cái địa chỉ rồi đó. À ok chị Trung Hà. À, khi mà các chị comment ở đây á, em hay có những cái tin nhắn trả về cho mình là chị ở đâu hay chị đặt mẫu nào, hay là những cái tin nhắn rất là dài với chị xem á, là tin nhắn
tự động thôi, để em tương tác với khách thôi, chứ không không có cần quan tâm mấy cái đó. Khi nào mình đặt hàng rồi sẽ có người tư vấn xác nhận lại cho mình sau nha, có nhân viên xác nhận sau. Còn bây giờ cứ thấy mấy cái tin nhắn nó cứ nhảy về thì khỏi lo cái chị ơi, bình thường thôi hả. Rồi chào chị Thúy Nga nha, đây là 1357 à, một em váy nhung nhung xòe, có nhung ôm nha. Nhung ôm em chưa mặc cái nào ta, nhung ôm hình như là em chưa mặc cái nhung kim tuyến ôm vậy không, để chút để mặc cái nhung ôm cho mình coi, cũng có co giãn luôn. Mẫu này là nhung xòe nè, chị Anna Trần cho chị đầm này gộp đơn nhé. Rồi chị Anna cho em xin cái mã là 1357 chị nha, 1357 nè. Nhung hoa dáng xòe, đầm trơn hả chị? Trơn, chị thích trơn một màu luôn, xòe hay ôm? Chị thích trơn một màu với xòe hay ôm, hay là có thích kim tuyến vô không? Comment cho em biết nha, để em lên cho mình xem nè. Đuôi cá 99, eo 88 không vừa chị Hà Trương ơi. Eo 88 thì không được nha. Cái đuôi cá vừa rồi eo nó được tầm 82, 84 thôi chị ơi. 88 là nó không được, tại vì này nó không có co giãn chất lụa. Em mặc nè thì ok, em mặc là eo 90 mặc cũng được luôn, tại cái chất này nó có co giãn. Còn nếu chị thích body ha, chị thích body mà co giãn thì sau cái đầm này em sẽ mặc một cái đầm gọi là body kim tuyến á, thì nó co giãn hơn. Chứ còn cái lụa là bó tay rồi, lụa là size nó bình thường thôi hà, 82, 84 thôi. Mẫu của em là siêu co giãn nha, eo 90 đổ về, cứ lên đơn cho em, sale còn 239, 239.000 đồng, mã số 1357, 1357 cho chị Sơn Trịnh nè, chị Thanh Xuân cho chị size L mẫu em mang, rồi có size L nhưng mà em chưa thấy cái mã số chị đặt hàng nha, cho em xin cái mã, đầm đuôi cá 55kg và không em. Là sao chị Mai Ly ơi, 55kg thì có thể vừa chị nha, nhưng mà tùy theo cái phong người của khách nữa đó. Cái chị mình bao nhiêu ký mình cứ thông tin lại cho em nha, nhắm chừng trước giúp em là khoảng tầm 57-65 đó là sẽ vừa cái đầm đuôi cá đó. Chị nào hơi rộng thì chịu khó chỉnh sửa với em một chút xíu, chứ cái đầm đó em không có về thêm và cũng không còn cái size nào khác để mà có thể là vừa hơn cho mình được nữa đâu, chỉ có đúng một size height em còn sót lại thôi. Rồi tiếp tục nha, ai thích body thì em có body kim tuyến hay co giãn nè. Nhung hoa lại mặc lần 2 rồi đó nha, chị nào nãy giờ mà chưa kịp đặt là đặt liền cho em nha, chứ em không có mặc lại lần 3 được nữa đâu, còn nhiều cái đầm em chưa có mặc lắm. Rồi body, mẫu này đi tiệc bao sang chảnh luôn. Trời ơi, mấy chị thấy cái đầm nhung nhà em nè, chất nó lấp lánh như thế này, co giãn tốt tới cả là 68 hoặc 70kg vẫn được, mà giá chưa tới 200. Làm sao mấy chị mua được ở một cái shop nào đó đầm giống như em với giá tầm 200 đổ về, không có đâu mấy chị ơi. Hàng này bên em tự may đó, không có bị đụng hàng ha. Em may số lượng lớn nè, em mới có cái giá sale, và em chỉ sale trong live thôi, chứ qua shop em đầm này nó cũng không có 100 mấy đâu nha. Mua ở trên live là 179, nhưng mà các chị qua shop em là mua giá bình thường nha. Đây 1349 nè, body kim tuyến, đẹp chưa? Em có xếp ly một bên ha, tạo cái độ nhúng cũng một phần nó che bụng cho mình á. Rồi 1349, ok 70kg độ về cho em nha. Có mấy mẫu là hôm nay em lẻ size rồi đó. Em này hên quá vẫn còn full size, co giãn tốt nha cả nhà, 179k, 179.000 đồng nha. Body kim tuyến của em nè, chất này là chất nhung, một em váy nhung ha, nhung body, nhung kim tuyến. Sẽ tà một bên nha, cái mẫu này đặc biệt là nó khác mấy cái body kia, là nó sẽ tà xéo một bên. Mấy mẫu body kia thường á là sẽ đằng sau không ạ, thường đa số body như em sẽ đằng sau, nhưng em này sẽ xéo đó. 1349 một màu duy nhất luôn, đầm này đẹp quá, cảm ơn chị Vương Nguyên ạ. Đầm dạng xòe bèo tay lỡ hả chị? Xòe bèo tay lỡ, xòe bèo tay lỡ có một cái này nè chị ơi, tay loe được không, không biết ý chị có phải hỏi là tay loe không. Đây nè, em có một cái đầm xòe tay le như vậy, là bèo tay lỡ, vậy chắc là chị hỏi tay le đúng không chị Xanh Dương ơi, đúng cái này không? Em có cái này là tay le nè, dáng xòe luôn đó, thì có một màu này thôi, duy nhất một cái đầm này là tay le luôn, không còn cái tay le nào khác. Chị nào thích có thêm tay le cũng không có, có một mẫu này là có tay le thôi hà, còn không thì em có tay nhúng thun ha, tay nhúng thun thì em có mặc rồi á, đâu rồi ta, em có mặc một cái đầm tay nhúng thun rồi đây nè. Em có cái hoa nhí này cũng là tay lỡ này mà có nhúng thun nè. Đó, chị thích cái nào? Em mặc đây thì body kim tuyến nha, chất nhung, sale còn 179.
179 thao nha cả nhà ơi. Đầm trơn đuôi cá to giãn. À tiếc quá chị ơi, em không có cái đầm đuôi cá nào mà bây giờ trơn và co giãn tốt mà full size hết trơn á. Đuôi cá em chỉ có cái ren hồi nãy em mặc nè thì nó không có co giãn. Đây, đuôi cá nha. Em cho chị coi mấy cái đuôi cá của nhà em. Mẫu này ren đỏ kim sa. Em này là đuôi cá ren kim sa nè, size chuẩn không co giãn rồi. Em này là đuôi cá lụa cũng size bình thường không có co giãn luôn, thậm chí là form nó còn hơi bé nữa. Đó, đây là đuôi cá của bên em nữa nha, còn nào nữa không ta? Với em có cho mình là mấy cái suông đuôi cá như thế này thôi. Hai cái này là body đuôi cá nhé, còn đây là dạng suông nè. Đây là dạng suông đuôi cá nè. Đó thì đuôi cá có được vài mẫu nhưng mà không có cái nào co giãn tốt hết trơn á. Chỉ có đầm em mặc là co giãn thôi. Cái body của em là co giãn nè. Hoặc là có cái body kim tuyến trắng này nè thì ok, cũng co giãn rất là cao luôn. Đó, chị thích cái nào? Trong hai cái này là co giãn gọi là body mà co giãn siêu cao thì có hai này thôi. Còn mấy cái khác thì không có xi nhê gì hết trơn á. Đây, kim tuyến trắng ha. Còn em đang mặc là kim tuyến đen. Đó, phân biệt vậy nha. Sale 179.000 đồng thôi. 1349 đồng của em nè. Chúc cho chị Phương Huỳnh 1349 nè. Mẫu đầm đen đuôi cá giá như vậy bạn. Đầm đen đuôi cá cái nào ta, nãy giờ em có mặc hoa chưa ha? Đen đuôi cá hả? Gần đây em mới mặc hay là sao chị ơi? Hay là chị có nhớ cái mã số không? Đầm hoa nhí hả chị? Hoa nhí thì 299 ạ. Hoa nhí von này là 299k, hàng mới và em đã bán nó gần hết luôn rồi. Thật ra nó có tới hai màu lận á. Này là của chuyến sau nè, hai màu lận. Em về trước cái mẫu này vài hôm, cách đây là chắc bao nhiêu gần một tuần á. Cái mẫu này em mới về trước được một tuần, bán hết sạch luôn. Cái màu thứ hai chưa về thì cái này nó đã gần hết hàng rồi. Nếu mà cái mẫu này có hết thì các chị đợi giúp em, chuyến sau sẽ có về thêm nha. Còn em này thì hôm nay đã gần hết hàng, giá thì 299 chị nha. Rồi em mặc cái này có 179 thôi. Body nhung nha. Chị Nguyễn Hiền chốt 1349 đồng của em. L73 hả chị? Size L nha. Cái này nó co giãn tốt, size L cho em là ok. 1349 đồng nhung đen kim tuyến nè. Chị nào lấy thì cứ đặt hàng giúp em. Rồi tiếp tục bây giờ chị mẫu khác. Bây giờ em chịu mẫu khác nha. 1349 là đầm body kim tuyến của em, co giãn siêu cao vì vậy nói tới cái này. Còn lại mấy cái body kia nó size chuẩn hoặc là form bé không hả, chứ không có được như vậy đâu. Rồi bây giờ để em qua cái nào đây ta. Đuôi cá đi, sẵn tiện thì em mới có cầm một cái đầm đuôi cá nha. Đây, đuôi cá này ha. Em lên cho mình xem cái đuôi cá form suông này, chữ A thôi chứ không có không ôm quá. Một em đuôi cá chữ A cũng rất là dễ thương luôn, hai nhỏ nhỏ nè. Rồi, mẫu này em sale luôn. Đây, mẫu này là đuôi cá hoa nhỏ nha các chị. Đây là 1334 nha. 1334. Hôm nay sale luôn còn 199 thôi, size thì em còn full size á, nhưng mà cái form này nó cũng gọi là hơi ôm á các chị. Nhưng mà không sao ha, không sao đâu, các chị cứ đặt hàng cho em đi. Mình muốn mặc ôm eo thì em tư vấn khác. Còn nếu mình muốn mặc cho nó thành dáng suông rộng luôn thì các bạn sẽ tư vấn khác nữa. Đó, các chị mình thích như thế nào thì lúc mà nhân viên nhà em gọi điện thoại tư vấn size á, các chị nói ha. Mình thích chị thích mặc cái này cho nó ôm cái eo nha, để em chọn cái size eo sao cho nó khớp với cái bụng của mình. Còn chị nào muốn mặc rộng hơn, không thích mặc ôm quá, thích mặc cái nó suông vậy nè, thì các bạn sẽ chọn size cho nó tăng lên một size là ok nha. Rồi eo tầm 80-82 là đẹp nha các chị. Sale 199k bộ này luôn. 1334 1334 kèm số điện thoại cho em nha. Sale còn 199, màu xanh cổ vịt treo đó. Xanh cổ vịt, à cái này phải không? Đây phải không chị, đúng cái này chưa? Đúng thì chị ok cho em biết nha, để em lên cho chị xem ha. Tại vì em cũng không có rành xanh cổ vịt phải này không. Đây, mẫu này đúng không chị? Ok cho em biết để em lên nha. Rồi em mặc cái này là 1334 ạ, sale còn 199k nè, 65kg độ về cho em là vừa nha. Đuôi cá màu tối cũng được. Đuôi cá màu tối thì có cái này là màu đỏ đô nè chị, là tối nhất luôn á. Đây, em này là đuôi cá màu đỏ đô nha, là gọi là cũng tối, không phải đỏ tươi đâu. Nhiều khi các chị thấy ở đây là do có đèn chiếu nè, và nhiều khi có thể lên like nó bị hơi sáng hơn bình thường á, chứ ở ngoài này cũng tối lắm, đỏ đô đỏ sậm thôi chứ không có tươi gì hết trơn á. Đây, mẫu này được không chị? Đuôi cá đỏ đô, nếu mà được thì comment vậy giúp em, còn không á thì em sẽ còn
mình nuôi cá mình hết hết rồi, hết size, hết cái màu khác rồi. Rồi em mặc này cũng đuôi cá nè, nhưng mà này là đuôi cá suông chứ phải body nha. Đuôi cá chữ A sale còn 199. À đúng rồi chị Bình, rồi ok, vậy sau cái này em lên cái xanh đó cho chị coi nha. Xanh đó thì hôm nay cũng lẽ size mất tiêu rồi. Em mặc là 199k nha, 65kg độ về cho em là vừa nè. Nay em có tầm 80-82 cho em nha. Đó, phía dưới em may dạng là đuôi cá tà đắp chéo, không phải 2 tầng đâu. Nhiều chị tưởng 2 tầng á, xong nhận hàng lại bảo em là dao không đúng nữa. Cái này là tà chéo nha, không phải 2 tầng nha các chị. Hai cái tà đắp chéo vào nhau thôi. Chị Natasha Trần đồng này đẹp chị cũng có rồi nè. Dạ cảm ơn chị yêu nha. Rồi size M chị Kim Ngân mẫu của em hả? 1334 đi, cho em xin cái mã số nhé. 1334 sao còn 199.000 đồng, 65kg độ về cho em là vừa nha. Đầm hoa hồng phấn tay lỡ, hoa hồng phấn tay lỡ. Cái này hả chị hay là cái dưới? À, cái này ấy, ghi giúp em này là lụa bên Pháp nè ha. Còn này là sơ mi màu hồng da. Đây, sơ mi hồng da nha. Này lẽ sai rồi, nay toàn lẽ sai không à. Rồi, còn cái em này là lụa bên Pháp nè. Em này lụa bên Pháp thì cái tay nó cũng lỡ lỡ một xíu nè. Không lỡ lắm, hơi ngắn ngắn một chút. Đây là lụa bên Pháp mới nha. Còn em này là sơ mi hồng da. Đó, chị thích cái nào thì em giới thiệu luôn. Hai cái đang cũng chưa mặc. Còn em mặc đây là 199k này. Mẫu đang mặc là đầm đuôi cá chữ A nha. À, hai mẫu treo tường. Mẫu gì về bạn? Hai mẫu treo tường. À, hai mẫu treo tường. Hỏi chị em treo tường tới 4 mẫu lận. Không biết chị hỏi mẫu nào. Em treo đằng sau tới 4 mẫu lận. Chị ơi, chị thích cái nào ạ? Hai cái này là cổ vét nè, hồng với da là cổ vét nè. Cái màu đen ở phía trên là ren đen xòe. Ở đây có một cái khác nè. À, đâu rồi? Đây. Cái đen ở phía trên á là ren đen xòe nè. Đây, ren hoa giấy xòe nè là cái trên cùng ha. Còn cái bên này thì mấy chị thấy rồi đó, và đầm hoa hồng xòe luôn. Đó chị thích cái nào? Hai cái dưới là hai cái vét hồng với cái vét da. Ở phía trên là này nè, ren đen xòe này nè, còn bên kia là hoa hồng đỏ. Đó comment cho em biết để em lên luôn, cũng có mẫu em mặc rồi á. Rồi, đầm này là em sale với giá tiền là 199k nha. 199.000 đồng nha cả nhà, 65kg độ về cho em là vừa nha. À, hai mẫu trên à, màu đen đằng sau là cái đen đen xòe em mới cầm với chị, để chút em mặc cho chị coi nha. 1317 hình như em hết rồi. 1317 hết rồi chị ơi, không còn nha. 1317 em hết rồi, từ từ để em thấy có chị Nhàn Lê comment là toàn hàng tồn kho nên lẽ sai. Chị ơi mình theo dõi like của em được bao nhiêu lâu chị ha? Cái câu mà tồn kho, tại vì các chị phải hiểu rõ tồn kho là hàng như thế nào. Tồn kho là hàng phải tầm bao nhiêu đợt ta. Tồn kho là các chị mua nha, là phải như mấy năm trước thì mới gọi là tồn kho, hoặc ít nhất phải một năm đi, hoặc là nửa năm đi. Còn hàng này mấy chị theo dõi like của em sẽ biết, em mới về đây có 1 tuần 2 tuần hà, trời ơi sao kêu tồn kho được chị. Mà ví dụ như là hàng có hàng tồn kho thật đi chăng nữa thì em cũng đang bán hàng mà. Ở đây em đâu có nói với các chị là hàng này là bộ sưu tập mới nhất của em mà nó lại sai đâu. Cái nào em nói là qua được rồi. Có những mẫu em nói là cái này hàng trước Tết nha, em có nói rõ ràng chứ em không có kêu là cái này em mới về hôm qua nha. Tại vì đâu nói được, khách coi like mình tuần nay tháng này người ta biết cái này bán bao lâu rồi chứ, đúng không? Em đâu có nói là cái mẫu vừa rồi hàng mới hay gì đâu chị. Lẽ sai thì em nói lẽ sai thôi. Và ở đây em cũng không có ép buộc các chị phải mua. Em đâu có kề dao vô cổ kêu các chị là phải mua cái này, phải mua cái kia đâu. Mình tự do mà, mình muốn mua nào mình mua. Đó, của người mới ta. Cho dù cái này là hàng của trước Tết đi nữa thì mình chưa có, mình vẫn mua được các chị nha. Lẽ sai là dao bán hết trơn rồi. Đây, lên tiếp cái hàng lẽ sai nè. Nói lẽ sai cái lên tiếp cái hàng lẽ sai nè. Mẫu này là mẫu mới nha. Chị nào theo dõi like sẽ biết cái đầm vest xanh này của em, bộ sưu tập mới nhất luôn, mà bây giờ em lẽ sai rồi đó các chị ạ. Đây, lẽ sai nha, 249. Đây, mẫu này lẽ sai của em. Lẽ sai thì em nói lẽ sai chứ trời. Hàng bên em toàn tập là hàng mới các chị nha. Cái nào qua được thì em sale cho mình giá rẻ. Chứ có phải là qua được mà em bán mình 500 triệu đâu mà chị kêu em là hàng tồn kho này kia. Em buồn dễ sợ luôn á. À, trời ơi sao kêu em chửi khách nữa, trời ơi thiệt luôn á. Em bỏ tay chấm com thiệt luôn á mấy chị. Em chưa thấy mà chị,
em chưa thấy khách nào về luôn á. Thì luôn á, vô để giờ em không có chửi chị một cái câu nào luôn đó chị nha. Ở đây là em đang giải thích, ở đây em đang giải thích cho những chị khách mới biết ở hàng này như thế nào nha. Nãy giờ cái nào qua đợt em có nói qua đợt, cái nào mới em có nói mới. Em chưa chửi chị câu nào luôn đó chị. Nhàn lên an uổng cho em ghê luôn á. Mà chị không mua hàng của em thì thôi chị ơi, chứ tại sao chị lại vô like chị à? Tại sao chị vô like của em cái chị thế này thế kia thiệt luôn á. Mình ví dụ mình không thích hàng nhà em hay là thôi cái kiểu này không đúng gu của mình, cái kiểu này mình không thích thì mình có thể là không xem like, mình có thể không mua hàng, chứ mình cũng đừng có vô kiểu như mình đang như vậy là chị đang phá shop em đó chị. Em đang buôn bán nè, em đang buôn bán mà chị ơi, hàng tồn kho hay hàng lẻ sai hay hàng mới gì thì cũng là hàng của nhà em. Chị nào mình thích thì mình mua, còn không thích thì thôi với chị nha, chứ mình không có cần phải vô like như vậy đâu chị ơi. Rồi đây là 1339 nè, mẫu này của em là màu vest xanh với chị nha. Hình như nãy có chị khách nói cái này là màu xanh cổ Việt hả, em cũng không có rành màu lắm cho nên em hay gọi đây là vest xanh thôi hả. Rồi vest xanh này thì có 4 cái nút bạn nghe em, mỗi một cái kiểu vest là một cái màu khác nhau nha các chị. À, mỗi cái kiểu khác nhau nha. Đây như hai cái đằng sau, như cái màu hồng này là em may hàng cúc ở phía trước đó, với lại có cái dây cột eo, em mặc nó khác hoàn toàn nha. Đây 4 nút ở đây và không có dây cột eo. Nói chung là mỗi một màu á thì nó lại là một cái kiểu dáng khác để cho các chị mình dễ lựa chọn hơn ha. Ngoài ra em còn có màu nâu vàng đây, em còn có vest màu nâu vàng. Mấy cái màu màu này nè, trơn này nè đều là hàng mới hết. Còn lúc nãy em có giới thiệu cái 1283 với cái màu đen á là hàng đã qua đợt, em có nói trước nha. Cái xanh này nè, đây lúc nãy em mặc em có sale 139 là nó của đợt trước Tết qua đợt rồi, em sale rẻ luôn, hay để sai nữa. Còn đây là hàng mới nha, màu cam, màu vàng, nâu vàng, màu xanh, màu hồng, màu da đều là hàng mới của nhà em hết, nhưng hôm nay cũng lẻ sai rồi nha. Rồi sale 249k, sale 249k các chị nha. Giờ em 90 thì không vừa chị Hà ơi, tiếc quá. Đồng của shop chị mặc mọi người ai cũng khen thật sự luôn á. Tự nhiên cái tự nhiên cái kêu em chửi khách ai cũng dễ sợ. Em nào dám chửi ai với chị ơi, thiệt luôn á, em nào dám chửi ai. Rồi đây mẫu này là 1339 nha, 1339 sale còn 249k. À mẫu này hôm nay em để size rồi nha, xanh em còn size M, size L là tầm 55kg độ về, XL còn đúng một cái, 2X hết sạch luôn. Trời ơi bán hết trơn mẫu này rồi mấy chị ơi, hàng trẻ đẹp ok kệ họ. Em cảm ơn chị yêu nha. Rồi à thì ra lý do là nãy giờ vô like nói em thế này thế kia là tại vì mua hàng không được chốt. Trời ơi chị ơi, ví dụ như mà chị mua hàng mà chị không được chốt á, chị comment cho em biết để em kiểm tra coi là tại sao không chốt đơn cho chị, là vì cái đầm đó hết size của chị hay là cái đầm đó hết hàng hay là như thế nào đó thì em có thể giải quyết em chốt đơn cho mình mà. Chứ tự nhiên chị mua hàng xong cái chị không được chốt, cái chị quay vô cái chị chửi em, chị trách em, trời em không biết làm sao luôn đó trời. Rồi đây mã số 1339 cái chị nha, chị nào mua hàng mà chưa thấy bên em trả lời, chị nào mua hàng mà chưa thấy bên em trả lời ha, vui lòng cho em xin cái số điện thoại để em kiểm tra coi là tại sao chưa chốt, hay là chốt rồi và nó đi nửa đường rồi, hay là tới nơi rồi, hay là lẽ sai, hay là em bị sót đơn. Tại vẫn có sót đơn của khách nha, nhiều quá cái chị, ngày cả ngàn đơn sót đơn của khách là chuyện bình thường luôn đó. Chị nào chưa được chốt nói em liền, em kiểm tra coi nếu như còn hàng em sẽ chốt lại cho mình nha. Rồi đồng này 249 lẻ sai rồi, 60kg độ về cho em thôi, rất là đẹp, chất này là chất lụa măng tô đó, hàng như vậy ha, hàng đẹp như vậy chỉ có 249k thôi. Thật sự nếu như chị nào vừa nha, có size vừa mình nên mua, tại vì nhiều khách em muốn mua cái này mà không có, nhiều chị khách muốn mua cái đầm này mà không có hàng nè. Đầm này em còn size 60 đổ về thôi hà, mã số kèm số điện thoại cho em là ok nha. Rồi đây sale 249, đầm này chị có rồi, đẹp, hôm trước chị mặc ai cũng khen. Cảm ơn chị Tường Vi ạ. Vest xanh hả chị, nếu mà size eo lớn nhất á là eo được 84, nhưng mà cái này em lẻ size, do cái đầm này em hết 2X rồi, em còn XL đổ về là eo tầm 78 á chị. Cái size eo nó tùy vào cái chất liệu nữa ha, cái này không có co giãn. Vest xanh của em không co giãn, eo được 78 độ về các chị nha. Rồi bây giờ em đang mặc nha, 259k nha, à quên 249, 249k nha cả nhà. Chị nào lấy thì cứ lên đơn đặt sớm giúp em nha. À khoan đợi em xíu.
Ủa sao không được? Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nha, nhanh tay có đơn nha các chị ơi. Chiri. Để em xíu nha, em hỏi cái này cái đã. Rồi 1339 các chị nha. 1339 sale còn 249.000 đồng. 139XL 139. Cái mẫu của em là 1339 chị Bình ơi, nếu mà chị lấy mẫu này cho em xin mã số nhé. 1339. Đầm này là em chỉ còn size XL thôi nên là cỡ tầm eo 78 độ về cho em ha, 60 kg độ lại. Đó, chị nào thích thì cứ lên đơn cho shop nha. Có chuyên viên hỗ trợ tư vấn size cho mình luôn nè. Tiếp theo bây giờ chị mẫu nha. Nếu mà các chị thích vest đó thì để em kiếm cái màu khác nó full size hơn ha. Đây màu da đi. Màu da được không? Tại vì trong tất cả các vest mới về thì có cái da với cái hồng á là nó full size hơn mà rẻ nữa. Đó, em sẽ mặc cái màu da cho mình xem ha. Còn mấy cái vest khác như cái màu cam á thì sẽ là 299, vest cam thì cái giá 299k tại mẫu nó đang hot quá. Rồi, em chào chị Ngọc Vương nha. Rồi, đây là 1339, vest xanh size M 45kg m50. À, chị gì 6, 45kg m50 nhưng mà có thể size M hoặc cũng có thể size L nha. Cái này để có gì em tư vấn size cho mình sau ha. 1339 nha. 1339 là vest xanh 249k. Đây, rẻ hơn em cũng có nha. Giá thì nó cũng tùy mẫu nha các chị. Đây như cái vest này nè, có 179 nè, mà lại full size cho các chị luôn. Rồi vừa rồi chị nào hỏi em vest mà muốn cái size lớn thì cái mẫu này là full size, tương đương là 65 kg độ về cho em là vừa. Đây màu da được không? Cái da này là có tặng luôn sợi dây nha, tặng kèm sợi dây cột eo nha. Rồi đây là 1365 nha cả nhà. Em vest màu da này là full size từ 40 tới 65 nè. Đó, chị nào thích vest thì có cái mẫu này rẻ luôn, có 179 à. Nguyên một cái đầm vest như thế này, luôn cái sợi dây cột eo nha, có 179k thôi đó. Chào chị Đưa Sương. Đầm này chị có mua rồi, hai màu luôn đó, màu nào cũng đẹp. Ui, có hai màu luôn rồi hả chị? Cảm ơn chị nha. Đây, em về hai màu là khách mua hai màu luôn rồi, thấy không? Đây màu hồng giống em đang mặc nha, có màu hồng, màu hồng và màu da của em là cùng chất liệu luôn, cùng chất liệu, cùng giá tiền, cùng kiểu luôn. Rồi 65 kg độ về cho em là vừa nha cả nhà ơi. Đây là mã số 1365 nha. 1365 là cái vest màu da của em. 1365 là cái vest màu da của em nha. Đang sale với giá tiền là 179, nguyên một cái đầm vest luôn, thêm dây cột eo, dây rời. Đây là cái chị thích thì cột, không thích thì thôi ha. Vest xanh 1339 rồi, chị Bình Trần nè. Đúng rồi, có mã số rồi nè. Chị Di 6 cũng có mã số nè. Ok với chị luôn, khi mà mình đặt hàng xong á, chút nữa sẽ có nhân viên gọi điện thoại xác nhận đơn để mà tư vấn ha. Thì các chị nhớ nghe máy giúp em nha, cỡ tầm tư vấn nhanh lắm. Tại vì em chỉ có hỏi thông tin của mình chút xíu thôi ha. Em hỏi coi là cái chị mặc size nào vừa đó, chiều cao cân nặng vòng eo á. Nên là các chị nhớ nghe máy cỡ tầm 1-2 phút thôi là em tư vấn xong rồi ha. Rồi vài hôm nữa là mình sẽ nhận hàng nha. Rồi 1365 là vest màu da nè. Em đang sale còn 179.000 đồng. 179k chị nào dưới 65 kg cứ đặt hàng. Mã gì mà đẹp vậy? Chị Nguyễn Thảo ơi, đây là 1365 chị nha. 1365 đầm vest nha. Dễ thương lắm, đi làm mặc ok. Tại vì cái này em may nó không có xòe quá, nó chỉ là hơi giữa A phía dưới thôi nè. Đó, nên là nhìn vẫn rất là gọn gàng. Mặc đi làm hay là đi chơi gì cũng đẹp hết. Hôm nay sale chỉ có 179 và chỉ sale ở trong line. Còn nếu các chị qua cửa hàng em thì hai em này đang bán đồng giá luôn. Qua shop em thì là 299k, à quên 399k nhé. Vest nè, mấy chị thấy không?
399 là rẻ đó. Chứ như vậy các chị mua 6 tháng nha, ít nhất phải tầm 700-800k cơ. Em bán ở trên live là 179.000 đồng là cái giá quá là rẻ luôn. Rồi, cho chị màu da 1365. Ok chị Linh Hoài nha. À chị Hoài Linh nha. Rồi 1365 là màu da, 1366 là màu hồng. Tại vì hai màu em đều mặc hết rồi. Nên là bây giờ chị nào thích màu hồng thì có thể đặt luôn giúp em là 1366 nhé. Màu hồng 1366, màu da 1365. Đó. Ưng màu nào đặt mã giúp em nha cả nhà, để có gì em chốt đơn nha. Gieo đây đi. Đó, cho mấy chị nào chưa có, mấy chị mới vô thì có thể ngắm thử ha. Rồi 1339 cho chị mưa bu. Ôi chết rồi, cái đầu 1339 em chỉ có đúng một cái xí đây là thôi, mà tới mấy chị khách cùng đặt hàng rồi. Vậy là chỉ có một chị được chốt thôi hà. Đầm maxi hả chị? Rồi ok, để em xíu sau cái này em lên nha. Chị Ngân Dương đẹp, mới nhận sau 1365. Đẹp đó, ngắn gọn xúc tích đẹp đó. Em cảm ơn chị Ngân rất là nhiều ạ. Đây đầm em đang mặc là có khách nhận rồi kìa, quay lại khen rồi kìa. Chị nào khách mới khỏi lo luôn ha. Em bảo đảm với mấy chị mặc sao là em giao vậy. Tại vì không bao giờ có trường hợp mấy chị nhận hàng xong, nhiều chị khách ha lên like nói với em là đầm xấu nè, hay là đầm thế này thế kia. Nhưng mà những chị khách đó thật sự là không có mua hàng. Tại vì em có nói rồi, ví dụ đầm mà không đẹp hay này kia em cho kiểm tra mà. Nếu như mà cái lúc giao tới ha, kiểm tra mình thấy ok đẹp xong, tự nhiên cái tuần sau cái mấy chị lên đổi ý mấy chị trên thì em không biết nha, cái này em không có xử lý nha. Em cho mình kiểm tra hàng rồi, giao tới nơi có vấn đề gì các chị mình nói shipper ngay lúc đó với em luôn nha. Hàng đẹp, hàng chất lượng thì các chị mới nhận nha. Tại vì nhiều chị hay bị đổi ý với mấy chị đó, tự nhiên nhận hàng lúc đó không sao, tuần sau cái tháng sau mặc rồi muốn đổi cái khác. Đổi như vậy không có được nha. Có vấn đề gì đơn hàng trong vòng 10 ngày đầu tiên em sẽ đổi cho khách. Ví dụ như bị chập hoặc là bị lỗi này kia thì ok em đổi cho mình cái khác nha. Chứ mà đã mặc qua rồi mình muốn đổi mẫu khác để mặc tiếp thì ôi vậy không chơi nha, vậy không dám bán đâu. Rồi 1365 cho chị Thanh Tâm hả. Tiếp theo là một em maxi đi. Đây có chị khách hỏi maxi. Ui đây maxi nè. Maxi này là dài gần tới cổ chân của em luôn. Nếu như mà chị nào cao 1m6 á là sẽ mặc giống em nè. Đây là 1336 maxi hoa, dài gần tới cổ chân nha. Rồi 229. Đúng rồi đó chị Hoàng Tuyết, mình đặt hàng xong á nhanh thì gọi tầm 2-3 phút là có người gọi điện thoại chốt đơn luôn. Còn ví dụ mà chậm ha, đơn nhiều hoặc là mạng yếu hay như thế nào đó ha, thì nói chung là cỡ tầm 7-8 phút hoặc quá lắm luôn là 10 phút thôi đã có người chốt đơn cho mình rồi. Nhiều khi nhanh lắm, em vừa mới đọc tên hoặc là xác nhận đơn cho khách xong, gọi đọc tên ở đây xong nha. Mà khách nào mà có chia sẻ like rồi á, cái chị mình đặt mà mình có chia sẻ like rồi thì rất là lẹ luôn. Nhiều khi mới đặt xong là có người gọi điện thoại rồi, nhanh lắm. Nên là nhớ chia sẻ like cho em nha, tại vì đơn hàng nào mà không có chia sẻ là không có hợp lệ nha. Rồi maxi nè, 1336 nè. Đó mấy chị thấy nguyên cái đầm hoa của em mặc nè, dài không, đẹp không, mà có 229 nè, full size luôn. 1336 229k mà em có full size luôn nè. 40-65kg mặc vừa cho em luôn nha. Xinh ơi là xinh luôn. À, chị Bình chốt xanh 39. Cái 1339 hồi nãy em có một cái XL thôi, và em thấy là có tới 2-3 chị cùng lên đơn á. Thì các chị lưu ý giúp em là nó có một cái nên chỉ có một chị được chốt nha. Em cũng không biết ai được chốt rồi nữa. Tại vì em không có, em chưa kiểm tra là chị nào chia sẻ like với chị nào vừa, nên em sẽ chưa có trả lời được là ai được chốt nha. Cái vấn đề mà chốt đơn thì sẽ có nhân viên tư vấn với chị nha. Rồi đây 1336 nè, maxi hoa dài gần tới cổ chân của em luôn. Em cao 1m6 nha cả nhà, là gần tới cổ chân nè. Đó, chị nào 1m5-55 là dài hơn, đẹp hơn nữa, càng dài càng đẹp. Còn nếu như cái chị mình thấy hơi dài của mình không thích thì có thể về nhà lên like giúp em cũng được ha. Hôm nay sale còn 229.000 đồng thôi. Size thì em có full size cho mình luôn, từ 40-65kg là mặc vừa giúp em. 1336 kèm số điện thoại 1336. Đầm này chị có nhận hàng rồi, mặt dài đẹp lắm em ơi. Dạ em cảm ơn chị Đang Thi nha. Cái này là dáng maxi nè, chị nào thích đầm dài thì không thể nào bỏ qua em này đâu. Dài gần tới cổ chân luôn mà.
em 1m6 nha, nó cũng tùy vào form của khách nữa. Ví dụ như các chị 1m65 thì sẽ hơi nhỉnh hơn em, hơi ngắn hơn em chút xíu. Rồi chị nào 1m5 thì mặt có thể là tới cổ chân của mình luôn, là đẹp hơn nữa luôn. Rồi chị Thắm chút 1336 này, có thêm màu nào không? Chị mua hai màu luôn. Không có chị Huỳnh Yến ơi, chị có một màu thôi. Cái maxi của em đây chỉ có đúng một màu em đang mặc thôi hà, rất tiếc. À, cho em ơi chị xem đầm body tím, body tím. À, cái này là sườn xám á chị nha, body mà cái dáng sườn xám nha, đây. Nhưng mà lẽ sai nha, để em xíu, cái này cũng chưa có mặc nè. Rồi. Body cái đó là sườn xám nhưng mà nó không có còn nhiều. 1363. Em xíu nha. Rồi, em còn size M, coi dạng tốt thì tăng được lên 53-55kg luôn. Trên nữa thì không được nha. 53-55kg đổ về thôi chị ơi, chị bao nhiêu ký á? Chị à, chị Trương Thảo nè. Để sau cái này đi em sẽ mặc cho chị coi. Nhưng mà nó chỉ còn size bé nha. 53-55 đổ về thôi, trên thì không vừa đâu. Em này thì full size nè. Maxi của em đây chỉ có 229.000 đồng thôi. Nhận hàng em cho cái chị kiểm tra. Chị nào chưa mua đồ như em sợ giao tới không đúng như quảng cáo ha, hoặc là không đẹp, hay là sợ mất tiền này kia, chưa có nhận hàng mà trả tiền kia thì không có. Em cho các chị nhận hàng và thanh toán tiền, được kiểm tra hàng luôn. Đó, yên tâm nha. Em mặc như thế nào là em giao như vậy cho mình thôi. Chị Tí An chúc 1336 nè. Mua đồ như em chị không kiểm tra luôn, giao tới là chị nhận thôi nè, tại vì chị biết chất lượng rồi. Cảm ơn chị Thanh Xuân nha. Thiệt là tại khách quen nhà em á thì không có kiểm tra, nhưng mà khách mới á, mấy chị khách mới chưa mua thì em hỗ trợ mình kiểm tra hàng. Thì đó, cái chị thích thì mình có thể kiểm tra nha. Còn không thì cứ qua trực tiếp cửa hàng em xem nè. Chị nào sợ em giao không đúng hay là bán không như quảng cáo thì có thể ghé trực tiếp cửa hàng bên em coi coi em nói có đúng không. Qua bên em thì hàng em treo sẵn rồi, cứ vậy qua coi thôi. Rồi đây mẫu này 1363 màu tím, đây là nhung nha các chị nha, sườn xám. Một em sườn xám màu tím tím ha, có hoa văn và có cả kim tuyến lấp lánh nữa, cho nên là nhiều khi đứng xa mấy chị khách tưởng đầm ren không hả. Đây nha, đầm nhung nha. Đây là chất nhung nè, đó, sale luôn, 200 mấy thôi, để em xíu, 1363, 219 à, giá tủ 350, giá tủ 350 mà hôm nay em sale có 219k thôi, rất là xinh luôn, dáng body nha. Nó có sẽ tàn để bị kiểu sườn xám á chị, nên là phải có sẽ tàn cả hai bên luôn. Rồi chất nhung nha cả nhà, nhung kim tuyến nha. Hôm nay sale là 219.000 đồng. Đặc biệt mẫu đầm này nó có co giãn cho nên là size M thôi. Nhưng nếu có chị 53 hoặc là 55kg á thì đổ về giúp em mặc vẫn được luôn. Eo 75, eo 74, 75 mặc vẫn được nha. Đây nó có co giãn nè. Em 50 thì mặc nó thành hơi xuông xuông chút, nó vẫn hơi rộng xíu nè. Đó, chị nào 53, 55 mặc vô nó sẽ ôm lại xíu như vậy. Đó, có co giãn. Sườn xám màu tím mã số là 1363. Sườn xám màu tím mã số là 1363 nha cả nhà, sale còn 219. Cái này là em sẽ có tặng kèm cho mình ha. Và nó có cái ghim băng nè, nên là các chị có thể gắn giống như em, hoặc là mình không thích mình tháo nó ra cũng được nha. Có khoét giọt nước ở phía trên cổ nè. 219.000 đồng váy của em, 1363 kèm số điện thoại. 1363 kèm số điện thoại cho em, sale còn 219. À, chị Nhật Mai cho chị đầm em mặc size L của chị là 71. À ok, vừa E71 thì vô tư. E71 thì cái này vừa, chị cứ yên tâm đặt hàng cho em nha, có size vừa luôn. Hết pin luôn. Rồi, mẫu đang mặc là 1363 các chị yêu nha. Hôm nay em sale cho mình 219k nha cả nhà ơi, 350 á, giá của 350, nhưng mà em sale có 219 nè. Là mấy chị thấy em sale biết bao nhiêu rồi không? Sale từ 350 xuống còn có 219 thôi. Giờ lẽ sai rồi, sai M. Đây có co giãn ha, không cũng không lo chệch lắm. Rồi có sẽ tà hai bên nè, mẫu này dáng sườn xám nha, cũng gọi là tương đối dài á. 219k màu của em, 1363. Chúc cho chị à, Thảo Trinh 1363 nè. Màu khác hả chị? Không, có màu thôi. Sườn xám với chị có đúng cái màu tím này thôi, không có màu khác chị nha. Giá tiền 219.000 đồng chị Đông Nhi ơi. Mua ở trên like của em với lại chia sẻ like cho em á thì 219 nha. Mét 52 nặng 57 hả chị? Chị đo cho em cái phần eo đi chị Trương Thảo. Tại vì cái này nó cũng co giãn rất là tốt, cho nên là vẫn có thể mặc vừa luôn. Đây co giãn cũng dữ lắm. Chị đo cho em eo đi nha. À, em có đo sẵn eo cỡ tầm 75, 76 gì luôn á, vẫn có thể vừa luôn á. Đây nè,
tại vì nó to dạng á, nên là nếu mà eo mình hơi to mình mặc vô nó vẫn ôm như vậy thôi. Còn nếu có chị bé bé mặc lên nó hơi rộng rộng vài nè. 1363 cho chị Châu Mỹ nè, sườn xám 63 cho chị dì 6 luôn ha, size M nha, 219.000 đồng. Tại vì size M mẫu này là nó bằng cả size L của mấy cái đồng khác luôn, có co giãn nhẹ nhàng, có co giãn tốt, nên là các chị cứ yên tâm nha. 1363. Rồi, ưng mẫu nào mình đặt sớm giúp em nha, có chuyên viên hỗ trợ tư vấn size cho mình nè, mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nha. Tiếp tục bây giờ sẽ qua mẫu khác ạ. 1363 sale còn 219k nha. Đầm sườn xám cho chị cái size 2X nha em. Ôi hết mất tiêu rồi chị ơi, em đâu còn 2X đâu. Mẫu này em chỉ còn size M thôi, 50kg độ về. Được cái là co giãn thì cộng thêm là 53 hoặc là 55 á, thì em cũng ok luôn. Chứ mà trên nữa thì em sợ là căng quá nha. Có gì thì mình cứ đo cho em phần eo, rồi em tư vấn size cho mình sau nha. 1363. Chị có nhắn cho Messenger 38 XL. XL là mình đặt chung line nãy hả chị Mai Hoàng? Tại vì line này em mặc hồi nãy em kiểm tra là không có. Hồi sáng thì có một cái mà không biết là trước cho chị nào rồi. Đó, nãy chị có đặt hàng chưa hay là có người gọi điện thoại chưa? Này thì em chưa có biết nha. Tại vì nãy em like thì cái mẫu đó nó không còn XL nữa, nó chỉ còn size M thôi. Sáng này có bạn kia like thì nó còn XL đúng không? Không biết là mình có đặt kịp không nữa. Rồi, em mặc là 1363 nha, sale còn 219.000 đồng nè. Chị nào lấy cứ lên đơn cho em nha, có chuyên viên hỗ trợ tư vấn size cho mình luôn. Rồi thôi bây giờ mà livestream em sẽ lưu lại nha. Chị nào vô trễ nè, mình có chia sẻ like rồi thì có thể xem lại giúp em sẽ lưu lại cho mình. Chị nào vô trễ xem lại vẫn chúc đơn bình thường nha, với điều kiện là có chia sẻ like rồi. Còn ai mà muộn quá rồi mình chưa có chia sẻ like của em luôn thì có thể đóng theo dõi những livestream kế tiếp của shop nha. Chút nữa cũng sẽ có livestream mới đó. Cảm ơn các chị đã có theo dõi like của em nãy giờ nha.